Hi, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Way to Weird Movie, được dựa trên cuộc vượt ngục kinh điển tại Alcatraz, Prison Break hay Vượt Ngục chính là loạt phim gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người và là biểu tượng của thể loại phim hành động. Way to Weird Movie chúng mình cũng đã từng được các bạn đón nhận rất nhiều thông qua những video lẻ về từng mùa phim. Chính vì thế mà ngày hôm nay chúng mình sẽ tổng kết hết tất cả các sự kiện đã diễn ra trong Prison Break từ mùa 1 cho đến mùa 5 vào trong một video duy nhất để các bạn có thể thưởng thức nhé. Và không để mất thời gian nhiều hơn nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Prison Break mở đầu với cái nhìn hướng ta về nhân vật chính, một thiên tài với vẻ ngoài thư sinh, thế nhưng không kém phần lịch lãm, Michael Scofield. Chả ai tin được rằng, một người lần đầu tiên tiếp xúc với hình xăm lại lựa chọn một phong cách cực kỳ táo bạo, đó là xăm kín toàn thân với đầy đủ những hình thù khác nhau. Và cũng chẳng có ai ngờ được rằng, đằng sau những hình xăm ấy là một kế hoạch cực kỳ công phu mà chỉ có một bộ óc thiên tài mới có thể tạo ra được. Đến với sự kiện chính ở hiện tại, Scofield đang thực hiện một phi vụ cướp ngân hàng và nổ súng liên tục ở bên trong. Thế nhưng bởi vì trộm cướp chỉ là công việc tay ngang, thế nên anh dễ dàng bị cảnh sát tóm gọn. Tại phiên tòa xét xử, Scofield từ chối lời đề nghị bào chữa từ Veronica, một người bạn đang hành nghề luật sư, đồng thời cô cũng là tình cũ của Lincoln Burrows, anh trai của Scofield. Càng khó hiểu hơn khi Scofield thay vì nhận án treo thì lại chấp nhận án phạt 5 năm tù. Chỉ với một yêu cầu là được giam giữ tại nhà tù liên bang Fox River. Vậy tại sao một người luôn suy nghĩ thấu đáo như Scofield lại hành xử như vậy? Câu trả lời chính là kế hoạch mà Scofield đang vạch ra để giúp anh trai Lincoln có thể vượt ngục thành công. Lincoln đang bị mắc vào một vụ vu khống giết hại anh trai của Phó Tổng thống và trong vài tuần nữa thì án tử hình sẽ được thực thi. Đương nhiên, sự tình không phải như vậy. Có một thế lực to lớn và quyền lực hơn đã đứng sau vụ việc này. Một thời gian sau, Scofield cũng đã bị chuyển tới Fox River. Tại đây, anh đã vô tình trở thành cái gai trong mắt của quản giáo Brad Bellick. Tạm gác lại tay quản giáo lạm quyền khó ưa, ta hãy bắt đầu nói về kế hoạch của Scofield. Tiền đề cho kế hoạch là việc không ai biết rằng, vào năm 1999, công ty Chaparral đã có một hợp đồng nâng cấp nhà tù Fox River và Scofield chính là kỹ sư đứng sau chịu trách nhiệm cho dự án. Dù thông minh, thế nhưng Scofield vẫn là con người nên anh không thể nhớ hết tất cả. Chính vì thế mà anh cần những hình xăm sau lưng, một tấm bản đồ đựng mã hóa cực kỳ rắc rối mà chỉ có bản thân mới nhìn và hiểu ra được. Để kế hoạch vượt ngục thành công, Scofield cần có sự hỗ trợ từ một số người khác tại Fox River, bắt đầu từ John Abruzzi, kẻ sẽ phục vụ việc tẩu thoát trong kế hoạch. Hắn là một tay xã hội đen khét tiếng, có toàn quyền trong nhà tù nhờ mối quan hệ với tay tài phiệt Fauzon và quản giáo Bellick. Chính vì thế mà có mối quan hệ với hắn thì sẽ giúp cho Scofield dễ dàng tiếp cận với Lincoln. Để tiếp cận với tay trùm suôn sẻ, Scofield đã có thông tin của Fibonacci, một nhân chứng có thể gây khó dễ cho Abruzzi. Hắn cuối cùng đã phải tạm tiếp chuyện với anh, kế đến là về nguồn tài chính sau khi vượt ngục. Người được nhắm tới là D.B. Cooper, một trong những vụ án bí ẩn nhất của lịch sử, với 1,5 triệu đô la Mỹ đã bị đánh cướp. Scofield phát hiện ra được kẻ bí ẩn đó là một ông lão đang thụ án tại Fox River dưới nhân dạng là Charles Westmoreland. Nhưng hiện tại, Scofield vẫn chưa thể thuyết phục được ông. Ngoài ra, thì Fernando Sacri, bạn cùng phòng với Scofield, cũng bất đắc dĩ nằm trong kế hoạch của anh. Bên cạnh những người được lên kế hoạch trước, thì Harry Pope cũng vô tình bị Scofield lợi dụng. Ông là giám đốc của Fox River, vì biết được trình độ của Scofield nên đã nhờ vào anh làm một công trình mini để tặng vợ. Đổi lại thì Scofield sẽ nhận được những đối đãi vô cùng tốt. Tuy nhiên thì không có kế hoạch nào là không có biến cố. Những kẻ muốn Lincoln chết càng sớm càng tốt đang cố giảm uy tín của người thân của anh. Cụ thể là con trai LJ, mục đích là để đẩy nhanh tiến độ cho cuộc tử hình. Trở lại với Fox River, một biến cố khác đã xảy ra. Tất cả cai ngục bất ngờ lục soát toàn bộ phòng giam. Sacri sau đó bị biệt giam vì cất giữ trái phép một con dao. Scofield thì may mắn thoát nhờ Pop. Scofield sau đó vẫn điềm tĩnh mà tiếp tục với kế hoạch. Anh biết được rằng bệnh xá là nơi an ninh lỏng lẻo nhất. Chính vì thế mà khi vào tù, đã khai gian rằng bản thân mắc bệnh tiểu đường để có thể tiếp cận với bác sĩ Sarah. Bên cạnh đó, anh cũng tìm gặp Franklin để mua lậu thuốc kháng sinh. Tiếp tục với kế hoạch, Scofield bị phá đám trong việc lấy một cái bu lông tại các băng ghế bởi Theodore Beckwell hay T-Beck, một tay cặn bã đích thực. May mắn là sau đó một cuộc xung đột trong tù đã diễn ra, Scofield lấy lại được cái bu lông từ tay một thuộc hạ của T-Beck, gián tiếp khiến cho tên đó mất mạng và gây ra hiểm khích với gã cặn bã kia. Scofield sau đó đã dùng cái bu lông lấy được để tháo gỡ bồn rửa tay trong phòng giam của mình. Chưa thuận lợi được bao lâu, Scofield đã bị tra khảo bởi Abruzzi và đồng bọn về thông tin của Fibonacci. Thế nhưng anh nhất quyết không khai, bất chấp việc bị cắt bỏ đi hai ngón chân.
Về phía bên ngoài trại giam, Veronica được Lincoln tiết lộ rằng vào đêm xảy ra vụ án, anh được giao nhiệm vụ đi giết Terrence để trừ đi món nợ 90.000 đô. Nhưng khi đến nơi, Terrence đã chết từ trước và Lincoln không hề bóp cò như cuộn phim ghi hình đã quay lại. Veronica sau đó tìm được một nhân chứng khác có thể giúp Lincoln là Leticia Barris. Tuy nhiên, hành động này của Veronica đã khiến cô lọt vào tầm ngắm của Paul Kellerman, một đặc vụ thuộc cơ quan mật thám Hoa Kỳ, thế nhưng đang hoạt động ngầm trái phép. Trở lại với Fox River, Sucre đã biết về kế hoạch vượt ngục của Schofield, thế nhưng anh lại không muốn dính dáng tới và đã đề nghị được đổi phòng. Sự việc này đã dẫn đến thêm một chuyện ngoài dự tính khác, đó là Potoshik, một tù nhân bị tâm thần và không bao giờ ngủ, đã trở thành bạn cùng phòng với Schofield, gián tiếp khiến cho kế hoạch vượt ngục của anh bị đình trệ một cách nghiêm trọng. Về phía Abruzzi, hắn đã quyết định kết thân với Schofield bằng cách đánh dằn mặt T-Bag. Cả hai sau đó đã trao đổi với nhau về kế hoạch, đồng thời là những trao đổi sau khi phi vụ khép lại. Veronica lúc này ở bên ngoài cũng không được quá như ý. Nhân chứng của cô là Leticia đã bị đặc vụ Kellerman và Hale giết, cuộc hôn nhân của cô cũng bị đổ vỡ. Biến cống rãnh ngay bên trong bệnh xá của Fox River bị ăn mòn chính là kế hoạch được Schofield vạch ra. Tuy nhiên, vấn đề với Potosik vẫn chưa được giải quyết. Mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi mà Potosik đã có thể vẽ ra giấy bản thiết kế trên lưng Schofield. May mắn thay, Schofield đã tự làm bản thân mình bị thương để Potosik bị chuyển phòng. Đổi lại thì Sucre cũng đồng ý quay trở lại phòng giam cùng Schofield, bởi giờ đây anh cũng muốn nhanh chóng ra tù để đoàn tụ với bạn gái. Kế hoạch vượt ngục bị chậm trễ nhiều ngày, nay lại được triển khai. Schofield dễ dàng tìm ra được một lối đi ngay sau phòng giam. Thuận lợi chưa được bao lâu, Schofield nhận được tin sét đánh rằng mình bị chuyển trại bởi những đặc vụ ngầm kia đã phát hiện ra anh và Lincoln có quan hệ huyết thống với nhau. Veronica ở ngoài thì sáng sủa hơn khi cô được Nick Saverin đồng ý giúp trong việc minh oan cho Lincoln. Trở lại với rắc rối về việc chuyển trại, nhờ sự chỉ dẫn của Charles Westmoreland, Schofield đã gửi đơn kiến nghị hòng trì hoãn việc chuyển trại giam thêm một tháng. Schofield sau đó cũng đã làm rối loạn trại giam khi giả vượt ngục. Cảnh sát bắt đầu huy động lực lượng để truy tìm. Schofield lúc này thông qua lối đi sau phòng giam để lên được mái nhà, quan sát được nơi thuận lợi để vượt ngục. Thu thập thông tin xong, Schofield quay lại văn phòng của Pope để không bị nghi ngờ. Tuy nhiên, anh lại tiếp tục nhận về tin sét đánh. Khi đơn kiến nghị bị bác bỏ, anh sẽ phải chuyển trại vào ngày mai. Tưởng chừng như kế hoạch đã đổ vỡ, Schofield đành ngậm ngùi rời khỏi trại giam. Thế nhưng Pope sau đó đã đổi ý và không cho phép Schofield rời đi để dàn mặt đám đặc vụ của Hoa Kỳ. Cũng trong lúc những sự việc đang diễn ra ở trên, Veronica và Saverin đã phát hiện ra được rằng cuốn băng đã bị làm giả tiếng súng nổ và tia lửa. Thế nhưng rồi cuốn băng bất ngờ bị đánh cắp, tình nghi số 1 của việc nội gián không ai khác ngoài Nick Saverin. Ở ngoài thì bị đình trệ, bên trong cũng không mấy suôn sẻ, thậm chí còn rất tệ hại khi Sucre đã đề nghị Schofield tạo ra bạo động, mục đích là khiến Fox River thiết lập tình trạng giới nghiêm và các quản giáo sẽ không làm phiền kế hoạch của anh hàng đêm. Cuộc bạo động sau đó diễn ra đúng như ý của Schofield và Sucre, khu A của Fox River bị phong tỏa. Tuy nhiên, mọi chuyện sau đó đã đi quá xa khi mà các tù nhân cũng làm loạn tại bệnh xá ở khu B và Sarah đang gặp nguy hiểm. Quay trở lại khu A, nhân lúc sự việc đang trở nên hỗn loạn, Schofield tiến vào trong buồng cơ khí cùng Sucre để khoan thủng một bức tường bê tông dày 15cm với những điểm đã đánh sẵn, một cái máy đánh trứng cũng có thể làm được việc này. Cũng trong lúc đó, Lincoln đã bị đám tù nhân của T-Bag đánh gục và một quản ngục tội nghiệp bị bắt làm con tim. T-Bag sau đó cũng đã phát hiện ra cái lỗ bên trong phòng giam của Schofield. May mắn là Abruzzi đã kịp thời bịt miệng hắn. Tuy nhiên, thì Schofield đã buộc phải cho hắn tham gia vào phi vụ. Sau đó, Schofield thông qua camera an ninh và biết được rằng Sarah đang gặp nguy hiểm. Từ đó tức tốc đi cứu cô. Còn về phía bên ngoài trại giam, Saverin cũng đã lấy lại được lòng tin với Veronica và cả hai đã cùng nhau tiến đến Washington để điều tra một manh mối mới. Thống đốc Tancredi, bố của Sarah, đã yêu cầu quân đội can thiệp khi biết con mình đang gặp nguy hiểm. May mắn là sau đó không cần phải dùng đến hỏa lực khi mà Schofield đã kịp thời bảo vệ và đưa Sarah ra ngoài an toàn. Thế nhưng Schofield đã không ngờ rằng vì thứ cảm xúc này mà Sarah đã bắt đầu nghi ngờ anh. Cuộc bạo loạn trong trại giam cũng lắng lại khi quân đội can thiệp vào. Schofield thành công trong việc đục thủng bức tường bê tông kia. Tuy nhiên, T-Bag đã thể hiện sự khốn nạn của mình khi giết quản ngục trẻ kia vì đã biết chuyện. Tạm gác lại chuyện bạo loạn, kế hoạch vượt ngục của Schofield đã có những tiến triển. Nhờ Charles Westmoreland gây hỏa hoạn bên trong phòng nghỉ trưa của các quản giáo, nơi có đường ống ngầm thông trực tiếp ra bên ngoài, nhóm của Schofield có thể tiến vào trong để tu sửa và âm thầm thực hiện phi vụ. Tuy nhiên, những người thân của hai anh em bên ngoài đang liên tục gặp chuyện. Veronica và Saverin may mắn thoát chết sau một vụ cài bom. Kellerman
và Hale sau khi không thể thuyết phục được Lincoln buông xuôi đã đến nhà của LJ hòng giết cậu bé để giàn mặt. LJ thì may mắn thoát chết, thế nhưng mẹ ruột và bố dượng của cậu thì không. Cậu còn bị vu khống rằng đã giết hại bố mẹ mình. Kẻ chủ mưu đứng sau sai khiến Kellerman và Hale cũng đã lộ diện, đó chính là bà phó tổng thống của Hoa Kỳ, Reynolds. LJ sau đó cũng lại khôn ngoan và thoát được khỏi sự truy sát của Kellerman và Hale. Cậu cũng tìm được cách liên lạc với Veronica và tụ họp với cô tại nhà riêng của Saverin. Tình thế gần như bị đảo ngược, tưởng chừng như kế hoạch của Schofield đang diễn ra trơn tru. Thế nhưng Abruzzi lúc này đây đã bị mất hết mọi đặc quyền, do Falzone không tin tưởng hắn trong việc tìm ra Fibonacci. Kế hoạch của nhóm bên trong căn phòng nghỉ trưa đương nhiên cũng bị tạm ngưng. Tuy nhiên tình huống này vẫn nằm trong kế hoạch của Schofield, anh đã liên kết với một người phụ nữ bí ẩn ở bên ngoài, cũng như là cùng với Abruzzi diễn một vở kịch lừa Falzone một vố đau đớn. Cả hai đã giả vờ tiết lộ cho Falzone một địa chỉ giả của Fibonacci, khiến cho hắn tin tưởng Abruzzi trở lại và trao lại cho anh quyền hạn tại Fox River. Còn bản thân hắn thì mắc vào cái bẫy của Schofield đã dàn dựng từ trước và bị cảnh sát tóm gọn. Thế nhưng rồi thì Franklin, người mà trong lúc Abruzzi bị mất quyền hạn, đã phát hiện ra toàn bộ kế hoạch của Schofield, cho nên anh buộc phải cho hắn nhập bọn. Về phía mật vụ Hoa Kỳ, Kellerman và Hale cũng đang dần mất đi sự tin tưởng từ bà phó tổng thống. Chính vì thế bà đã cử đặc vụ Queen đến và rõ ràng là hắn rất được việc khi đã ngay lập tức truy tìm ra được vị trí của Saverin. Trở lại với người phụ nữ bí ẩn mà Schofield đã hẹn gặp, Nika, cô đã đến Fox River và đưa cho Schofield một thẻ tín dụng. Thế nhưng thực chất đây là một thẻ ra vào chuyên dụng của các quản giáo. Sự xuất hiện của Nika không may đã bị Bellick chú ý và hắn đã theo dõi cô, đồng nghĩa với việc là tấm thẻ tín dụng ngụy trang của Schofield cũng bị phát giác. Schofield thì lúc này đây đang không hề biết đến động thái của Bellick. Anh chỉ cảm thấy vui khi Charles Westmoreland đã đồng ý gia nhập với cả nhóm, sẵn sàng cung cấp tiền cho Schofield sau khi vượt ngục. Lý do cho hành động này của D.B. Cooper là vì ông muốn ra tù để thăm người con gái đang mắc bệnh nặng. Đã lo xong chuyện tiền nong, tiếp tục với tấm thẻ ra vào chuyên dụng của mình, Schofield đột nhập vào được nơi cất giữ vật dụng cá nhân của tù nhân để lấy lại chiếc đồng hồ của mình. Tuy nhiên thì nó đã bị một quản ngục lấy cắp. Để tìm lại chiếc đồng hồ, Schofield đành nhờ Apolskis, tên nhóc cùng phòng với Westmoreland, đánh cắp lại và cậu nhóc dễ dàng thực hiện thành công. Với chiếc đồng hồ này, Schofield có thể sử dụng nó để xác định thói quen đi tuần hàng đêm của các quản giáo. 18 phút chính là thời gian tối đa cho cuộc vượt ngục. Quay trở ra với căn nhà riêng của Saverin, đặc vụ Queen đã tiếp cận và tấn công Veronica, LJ và Saverin chớp nhoáng, khiến cho không ai kịp trở tay. Tuy nhiên vì một phút bất cẩn, Queen đã bị LJ đẩy xuống một cái giếng cạn và cả ba may mắn thoát được. Tay đặc vụ sau đó cũng không quá may mắn, hắn cầu cứu Kellerman và Hale, thế nhưng Kellerman đã quyết định phản bội hắn bằng cách đóng luôn miệng giếng lại. Mặt khác, theo những tính toán của Schofield, kế hoạch vượt ngục chỉ thành công nếu loại bỏ đi một thành viên và T-Bag là kẻ được chọn. Nhưng tên rác rưởi này lại quá khôn ngoan, hắn đã có một biện pháp phòng thân và buộc Schofield không thể loại mình. Đó là bởi anh họ của T-Bag ở bên ngoài nhà tù đã được báo tin và nếu T-Bag không ra ngoài đúng hạn, hắn sẽ kéo theo cả đám, mọi rắc rối chưa dừng lại ở đó. Abruzzi đã sai thuộc hạ của mình đi thủ tiêu người anh của T-Bag, thế nhưng rồi thì không chỉ gã anh họ, con trai của người đó cũng đã bị giết hại. Tất cả các thành viên trong tù ngay lập tức trở nên bất mãn. Với việc không còn bảo hiểm phòng thân, T-Bag sẽ bị xử đẹp để loại ra khỏi phi vụ. Tuy nhiên thì vì cắn rứt lương tâm, Abruzzi đã tha cho hắn và rồi chính bản thân anh mới là kẻ bị xử. Số lượng thành viên trong nhóm bây giờ chỉ còn 6 người, phù hợp với kế hoạch của Schofield khi mà Abruzzi đã bị đưa ra khỏi Fox River. Tiếp tục với kế hoạch, đường ống bên dưới trạm xá đã được Schofield chuẩn bị kỹ càng vì nơi đây dẫn thẳng đến phòng nghỉ của quản giáo. Thế nhưng một sự cố đã xảy ra, vì muốn câu giờ cho Schofield, Lincoln đã tấn công một quản giáo và bị biệt giam cho đến tận lúc hành hình. Với thời gian ít ỏi là 36 tiếng, Schofield quyết định đánh cược vào sự may rủi. Anh âm thầm gửi cho Lincoln một viên thuốc không rõ công dụng là gì, kèm theo đó là thời điểm của cuộc vượt ngục. Ngày định mệnh đã tới, cả nhóm diễn kịch để bị Bellick phạt làm việc thâu đêm tại nhà nghỉ của quản giáo. Khi đêm xuống, cả nhóm lần lượt chui xuống cái hố đã được đào sẵn để tẩu thoát. Còn về phía Lincoln, với viên thuốc mà em trai đưa, thế nhưng không có sự hướng dẫn sử dụng, anh đã làm liều và nuốt nó. Sự việc này khiến Lincoln bị ngộ độc và được chuyển tới trạm xá, nơi mà nhóm của Schofield đang đi tới. Tưởng chừng như mọi thứ đã đâu vào đấy, nhưng đường ống nhôm mà Schofield đã làm hỏng trước đó đã bị thay bằng một loại thép cực chắc chắn, cả nhóm không thể xuyên qua được và cuộc vượt ngục thất bại. Một kế hoạch khác cũng bị sụp đổ bên ngoài Fox River khi mà đặc vụ Hale đã quyết định sẽ làm phản và đi gặp Veronica để tiết lộ mọi chuyện. Không may thay, Kellerman đã xuất hiện và bắn hạ Hale ngay tại chỗ. Tuy nhiên cuộc gặp mặt này không hẳn là vô ích, Veronica đã biết được chuyện ông Terence Stedman vẫn còn sống.
Trở lại với Fox River, may mắn là dù thất bại, thế nhưng cả nhóm vẫn không bị phát giác và đã an toàn. Dù bế tắc trong việc nghĩ ra kế sách khác để vượt ngục, Schofield bất ngờ biết được thông tin rằng nếu ghế điện dùng để hành hình gặp trục trặc, cuộc hành hình sẽ phải rời lại 3 tuần. Và để giải quyết chiếc ghế, Schofield đã dùng một con chuột cùng đồ ăn và thành công ngắt điện chiếc ghế. Tuy nhiên, hành động này của Schofield đã bị Bellick nắm thóp và kịp thời sửa chữa chiếc ghế. Veronica và Savran ở ngoài cũng bất lực tại phiên tòa để bào chữa cho Lincoln. Bế tắc hoàn toàn, Schofield và Veronica đành ngậm ngùi nhìn Lincoln bước vào phòng hành hình. Nhưng rồi thì một phép màu đã bất ngờ xảy ra, cuộc hành hình của Lincoln được hoãn lại bởi một trong những tài liệu pháp y về cái chết của Terrence Stedman đã bị phát hiện là làm giả, buộc các vụ án này phải được điều tra lại. Về phía Lincoln, anh đã nói với Schofield một điều rất khó tin, rằng người bố ruột đã mất tích của cả hai đã xuất hiện. Sự bí ẩn đó cũng được hé mở ngay sau đó, người đàn ông đã giúp chỉ hoãn cuộc hành hình đúng thật là bố ruột của Lincoln và Schofield, người từng làm việc cho một tổ chức với tên gọi là Company. Tạm gác lại chuyện đó, với khoảng thời gian 2 tuần, Schofield phải thực hiện phương án B của mình và trại tâm thần của Fox River chính là giải pháp khác để vượt ngục. Để chắc chắn hơn, Schofield đã lấy một bộ đồng phục của quản giáo và đi vào trong trại tâm thần để khảo sát. Thế nhưng rồi thì trong lúc né một quản giáo trên đường quay về, Schofield vô tình để bị phỏng lưng tại phòng cơ khí. Thế là một biến cố khác lại xuất hiện, bản đồ của trại tâm thần sau lưng anh đã bị vết bỏng xóa mất. Phương án B của Schofield đang bị lung lay hơn bao giờ hết. Không chỉ mất bản đồ sau lưng, Schofield còn bị Pope và Sarah chất vấn xem ai là người đã làm anh bị như vậy. Không thể khai rằng vì trốn ra khỏi phòng giam nên mới xui xẻo bị như vậy. Schofield chọn cách im lặng và đã bị biệt giam cho đến khi chịu khai. Sir Chris sau đó cũng bị biệt giam chung vì cố gắng đi lấp cái hố trong kế hoạch trước vào ban đêm. May mắn là Bellick không thể biết chuyện vượt ngục, còn Schofield thì đang cố diễn rằng mình bất ổn về tâm lý để có thể được chuyển tới trại tâm thần. Mục đích của Schofield đó là tìm gặp được Potoshik, người từng có thể vẽ ra tấm bản đồ trên lưng anh. Còn về những sự việc bên ngoài Fox River, Veronica, Savran và LJ đã đi đến cái giếng cạn từng xô đặc vụ Queen xuống để tìm kiếm thêm manh mối. Ở đây thì mọi thông tin của Kellerman đã bị gã đồng nghiệp tố giác. Tuy nhiên thì những thông tin này chỉ có một mình LJ thấy và cậu đã tự đi tìm hắn để trả thù. Thế nhưng LJ cũng chỉ là một đứa trẻ hì mũi chưa sạch mà thôi. Cậu dễ dàng bị cảnh sát tóm gọn khi cố giết Kellerman, thế nhưng bất thành. Trở lại với Schofield đang ở trại tâm thần, Potoshik đã bắt đầu có thể vẽ lại mọi thứ. Schofield thì nhờ lươn lẹo nên đã lừa được Potoshik đi lấy bản vẽ đi. Sau một rắc rối khác lại xảy ra, đó là căn phòng giam trống của Schofield và Sir Gree đang bị tay quản giáo Gary giao bán cho các tù nhân khác do cả hai đã vắng mặt khá lâu. Không còn cách nào khác, Schofield đành phải nói dối với Pope rằng Gary chính là người khiến anh bị bỏng. Cộng thêm những bằng chứng do đồng bọn của Schofield đã chuẩn bị, Gary đã bị đuổi khỏi Fox River. Schofield đã có thể trở lại căn phòng giam quen thuộc của mình. Về phía Lincoln, sau khi nghe tin LJ bị bắt giam, anh bất ngờ được cho phép đi gặp con trai mình. Thế nhưng thực chất mọi thứ nằm trong kế hoạch của phe thủ ác. Khi đoàn xe hộ tống ngay lập tức bị đánh úp bất ngờ, đặc vụ Kellerman sau đó xuất hiện hòng thủ tiêu Lincoln. Thế nhưng Aldo, người bố mất tích 30 năm của hai anh em, bất ngờ ra mặt để giải nguy cho Lincoln. Cũng trong lúc tẩu thoát, Aldo đã tiết lộ cho Lincoln rằng ông là cựu thành viên của Company, người chịu trách nhiệm cho việc vu khống Lincoln. Với việc rời khỏi Company cùng hàng tá thông tin có được của mình, mật vụ Hoa Kỳ đã quyết định gài Lincoln vào bẫy để dụ Aldo phải lộ mặt. Cuộc hội ngộ của hai bố con sau đó bị gián đoạn, Aldo buộc phải bỏ mặc con trai mình để chạy trốn, còn Lincoln thì may mắn nhờ có sự giúp đỡ của các cảnh sát. Kellerman không thể ra tay và anh chỉ bị chuyển về lại với Fox River. Khi quay trở lại trại giam, thì bước cuối cùng để thành công là phải có được chìa khóa của trạm xá để tiến vào và vượt ngục. Sau hàng loạt suy tính và bài mưu hòng lừa Sarah, thế nhưng rồi vì đã lỡ yêu cô, cho nên Schofield không nỡ lừa cô thêm một lần nào nữa, cho nên bước cuối cùng trong cuộc vượt ngục tạm thời chưa có hướng giải quyết. Đồng thời trong lúc đó, Abruzzi đã quay về và tiếp tục cùng nhóm để vượt ngục. Lúc này đây, ta biết được rằng trong lúc vắng mặt, Abruzzi đã chuẩn bị sẵn máy bay để giúp Schofield vượt ngục. Ngoài ra thì Savran được tiết lộ chính là thuộc hạ của Abruzzi. Hắn xuất hiện để phòng trường hợp Schofield lật lọng. Trước khi bắt đầu vượt ngục, Schofield bất ngờ mủi lòng với Apolskis khi chứng kiến anh bị bạn tù cưỡng hiếp và bị Bellick bóc lột. Chính vì thế, Schofield đã tiết lộ kế hoạch vượt ngục của mình với cậu nhóc và muốn Apolskis cùng vượt ngục với mình. Tuy nhiên, Apolskis đã phản bội anh khi báo lại chuyện này cho Bellick và cái hố bên trong phòng nghỉ của quản giáo đã bị phát giác. May mắn là Bellick sau đó cũng không thể làm gì vì hắn đã bị Westmoreland cản trở và trói dưới cái hố.
Thế nhưng trong lúc tranh chấp thì ông cũng đã bị thương rất nặng. Với một biến số lớn như trên, Schofield phải tiến hành cuộc vận ngục ngay buổi tối hôm đó. Đầu tiên, Schofield buộc phải tiết lộ mọi chuyện với Sarah vì anh không thể tiếp tục lừa dối cô, cũng như đã bị cô nắm thóp đôi chút. Schofield chỉ yêu cầu Sarah hãy để cửa của trạm xá mở. Tiếp theo, Schofield khống chế Pop trong phòng riêng, buộc ông phải cho người đưa Lincoln đến trạm xá để tẩu thoát. Sự căng thẳng không chỉ có trong Fox River, bà phó tổng thống Reynolds bất ngờ bị Company quay lưng và không thể tranh cử tổng thống. Ngoài ra, Veronica bị Savran khống chế theo lệnh của Abruzzi. Cả hai sau đó cùng đi đến sân bay để chuẩn bị đối chấp với Schofield, hòng đổi lại thông tin của Fibonacci. Và bây giờ thì cuộc vận ngục chính thức bắt đầu. Schofield quay trở lại phòng giam cùng với cả nhóm hóa trang để trà trộn vào trại tâm thần. Với quần áo của Bellick, khi hắn giờ đây đã bất lực với cống ngầm, Schofield tiến vào trong trại tâm thần để bật chuông báo cháy. Các bệnh nhân sau đó đổ ra ngoài, thuận tiện cho việc cả nhóm có thể lẫn vào trong. Vào được bên trong trại tâm thần, cả nhóm dễ dàng tiến tới được trạm xá. Lincoln lúc này cũng có mặt tại đây, theo sự sắp xếp trước đó của Schofield. Mọi chuyện tiếp tục thuận lợi khi mà cửa trạm xá đã được Sarah để mở sẵn. Tuy nhiên, chẳng có sự suôn sẻ nào kéo dài được lâu. Potoshik đã theo dõi cả nhóm và với thiết bị báo động trong tay, anh bắt Schofield phải cho mình theo cùng. Trong quá trình tẩu thoát ra khỏi Fox River, Westmoreland đã gục xuống vì mất máu quá nhiều. Trước khi không thể qua khỏi, ông tiết lộ cho Schofield nghe về vị trí của số tiền mà ông đã cướp được. Ngoài Schofield nắm được tình hình ra, Franklin, T-Beck, Abowski và Sanchez, bạn của Sucre, người đã giúp rất nhiều cho cuộc vận ngục, cũng đã nghe được. Cả nhóm sau đó cũng đã thành công thoát ra ngoài, trừ Sanchez bị rơi rớt lại. Fox River chính thức bắt đầu cuộc truy vết diện rộng. Còn về phía của Savran và Veronica, anh đã mủi lòng và cho cô rời đi để tìm manh mối cho Lincoln, và cái giá cho hành động phản bội, đó chính là cái chết. Trở lại với nhóm vượt ngục, bao gồm 8 người đã vượt ngục thành công là Schofield, Lincoln, Sucre, Abruzzi, T-Beck, Franklin, Apolsky và Potoshik, nhưng không may là trang tửng của ta sau đó đã bị lừa và bị bỏ mặc ở lại. Dù đã vượt ngục được, thế nhưng sự cố hy hữu khác lại tiếp tục xảy ra. T-Beck nhận ra Abruzzi có ý định trả thù nên đã tự còng bàn tay của bản thân với Schofield lại với nhau, hòng ngăn cản ý định đó. Trước sân bay vài trăm mét, Apolsky cũng bị bỏ mặc vì sự phản bội trước đó của cậu ta. Nhận thấy sự chậm chạp do tay của Schofield và T-Beck mắc vào nhau, Abruzzi đã dùng rìu chặt phăng đi bàn tay của T-Beck và bỏ mặc hắn ta. Thế nhưng rồi số phận của nhóm vượt ngục cũng chả khá khẩm hơn là bao khi chiếc máy bay được chuẩn bị từ trước của Abruzzi bắt buộc phải rời đi vì cảnh sát ập đến. 5 người lúc này là Schofield, Lincoln, Abruzzi, Franklin và Sucre đành phải chạy sấp mặt vào những góc khuất hòng tìm ra đường tẩu thoát. Ngoài ra, một số sự việc khác cũng đồng thời xảy ra. Tổng thống của Hoa Kỳ bất ngờ qua đời và bà phó tổng thống Reynolds nhanh chóng nhậm chức. Đây có lẽ cũng là một nước cờ bí mật của sở mật vụ hòng hạ bệ Company. Sarah thì bị cảnh sát phát hiện ra tại nhà riêng trong tình trạng sử dụng thuốc quá liều. Veronica tìm được căn hộ riêng của ông Terence Stedman. Apolsky và Potoshik cũng tạm tự lo được cho mình sau cuộc vượt ngục. T-Beck sau khi mất đi bàn tay. Nhưng đó cũng chỉ là sự bắt đầu, cuộc săn lùng của các quản giáo vẫn tiếp tục cho đến tận khi trời sáng. Nhóm vượt ngục sau đó may mắn cắt đuôi được các quản giáo và lên đường đến Oswego, một địa điểm nằm trong kế hoạch của Schofield. Nhận thấy cuộc tìm kiếm đang dần đi vào bế tắc, FBI đã quyết định nhúng tay vào và gửi đặc vụ Alexander Mahone tới tiếp quản phi vụ này. Với sự xuất hiện của Mahone, công cuộc tìm kiếm đã nhanh chóng có tiến triển. Bản thân của Mahone cũng đã bám kịp được với kế hoạch của Schofield và mém chút nữa đã đuổi kịp được anh. Cũng xảy ra đồng thời với cuộc săn đuổi ở trên, T-Beck vẫn sống sót và uy hiếp được một bác sĩ gần đó để nối lại bàn tay đã đứt lìa của mình. Ngoài ra thì Sarah cũng đã tỉnh dậy sau khi dùng thuốc quá liều vào đêm trước. Cô nhận được một con hạc giấy của Schofield, trong đó là một kế hoạch mà cô chưa thể giải được. Bên cạnh đó thì Veronica đã phát hiện ra được Terence Stedman đang bị sở mật vụ giam giữ. Veronica đã phải thuyết phục Stedman gọi cảnh sát để giải thoát, đồng thời tố cáo Tổng thống đương nhiệm. Thế nhưng rồi một điều không may đã xảy đến, cảnh sát bị mua chuộc, đã biết chuyện và đến để kết liễu Veronica. Lincoln lúc đó cũng đang nghe thấy tiếng đạn cướp đi mạng sống của người mình yêu thương nhất qua điện thoại. Sau một khoảng thời gian lấy lại bình tĩnh trước những gì đã xảy ra với Veronica, Schofield đã quyết định cả nhóm phải tách nhau ra và đường ai nấy đi để giữ an toàn. Trong khi Schofield đang lên kế hoạch đến Utah, nơi cất giữ số tiền của Westmoreland, thì Lincoln lại thuyết phục anh phải đến phiên tòa và cứu LJ trước khi cậu bị kết tội. Sau một hồi suy tính, Schofield cuối cùng cũng đã quyết định đi cứu cháu mình. Đương nhiên, với một kế hoạch bộc phát, rắc rối luôn tìm đến rất nhanh. Chiếc xe để di chuyển cũng như là hộ chiếu cho hai anh em tẩu thoát ra nước ngoài đã coi như đi tong. Schofield đành ngậm ngùi
mùi đi đến phiên tòa để cứu LJ, thế nhưng rồi sự xuất hiện của Mahone, kế hoạch của hai anh em đã đổ vỡ. Lincoln thậm chí còn bị dính đạn ở chân khi cố gắng tẩu thoát. Về những thành viên đã tách lẻ ra trước đó, thì Beck lại một lần nữa thể hiện sự rác rưởi của mình khi giết người bác sĩ đã cứu mình. Sau đó hắn cũng bắt đầu lên đường đến Utah. Apollosky thì nhờ tài ăn cắp vặt của mình cũng dễ dàng có được tiền sinh hoạt và quần áo, đồng thời cậu cũng được cho quá giang để đi đến Utah. Trở lại với Schofield, vì vết thương của Lincoln quá nặng, anh đành bất đắc dĩ nhờ đến sự giúp đỡ của Nika. Sau khi sơ cứu xong cho Lincoln, hai anh em đến một địa điểm đã được chọn từ trước để dàn cảnh một vụ tai nạn, mục đích là để giả chết, hòng kéo dài thời gian. Sau đó cả hai rời đi khi chiếc xe đã được Nika chuẩn bị từ trước. Tuy nhiên Schofield không biết được rằng Nika đang bị theo dõi bởi Bellick và Gary, hai tay quản giáo thất nghiệp và đang mang mối thù to lớn với nhóm vượt ngục. Về phía Sir Cree, sau khi tách nhóm thì anh cũng có cho mình kế hoạch riêng, đó là đi đến Las Vegas, nơi người anh yêu sắp kết hôn. Franklin cũng đã bí mật liên lạc với vợ mình để thuyết phục cô và đứa con gái cùng anh chạy trốn. Thế nhưng anh không ngờ rằng cuộc điện thoại này đã bị FBI nghe lén. Còn về Sarah, cô đã bị chính người bố ruột của mình bắt tham gia chương trình cai nghiện. Kellerman cũng xuất hiện ở đây, mục đích của hắn là theo dõi cô để tìm ra manh mối của Schofield và Lincoln. Tuy nhiên, Kellerman không ngờ được rằng Schofield, Lincoln và cả Nika đã bị Bellick và Gary áp chế một cách dễ dàng vì bất cẩn. Thế nhưng thay vì giao nộp hai anh em để đổi lấy 400.000 đô, Bellick và Gary quyết định cùng cả ba đi đến Utah để chiếm đoạt phần thưởng lớn hơn. May mắn là hai tay quản giáo quá non nớt, chúng đã bị bộ ba gài bẫy và bắt trói giữa hoang mạc. Tưởng chừng như đã hết chuyện, Nika lại quyết định bán đứng hai anh em khi biết Schofield chỉ lợi dụng mình. Thế nhưng Lincoln đã cao tay hơn và Nika đã bị bỏ lại. Hai anh em cứ thế mà lên đường đến Utah. Khác với những người khác trong nhóm vượt ngục, Abruzzi đã để hận thù lên trên hạnh phúc cá nhân. Chính vì thế mà đã bị Mahone gài bẫy đến địa điểm giả của Fibonacci. Đến khi cảnh sát ập đến, Abruzzi vẫn quyết định chống trả và bị bắn hạ ngay lập tức. Trên hành trình đến Utah, cụ thể là một thành phố nhỏ tên là Tueller, Schofield và Lincoln đã bắt gặp được tên cặn bã T-Bag và Abolski. Nhưng vì không hiểu rõ về đường xá, cộng thêm với việc tên khốn T-Bag đã núp tấm bản đồ thành phố sau khi học thuộc, cả hai buộc phải đưa hắn theo cùng. Tuy nhiên, Schofield, Lincoln và T-Bag đã hoàn toàn bế tắc khi mà địa điểm được chỉ dẫn bởi Westmoreland giờ đây đã là một khu dân cư mới được xây dựng. Tấm bản đồ lúc trước mà T-Bag nuốt đã trở nên vô dụng. Bên cạnh con kỳ đà cản mũi T-Bag, Sir Cree và Franklin sau đó cũng xuất hiện để được chia phần. Số lượng người tụ họp tại Utah vẫn chưa dừng lại ở đó. Mahone cũng liên kết được những thông tin lại với nhau và đoán ra được đích đến của Schofield. Rắc rối sau đó cũng như được nhân hai, đặc vụ cấp cao của company tên là Kim đã xuất hiện, người đang điều khiển Kellerman và mọi tác quyền dưới trướng Tổng thống. Quay trở lại với nhóm Schofield, nhờ sự nhạy bén vốn có của mình, anh nhanh chóng xác định được nơi đang giấu tiền, cả nhóm bắt đầu đóng giả làm nhân viên sửa điện để có thể đột nhập vào nhà của người phụ nữ trung niên đang cư trú ở đó. Sau khi được chấp thuận bởi chủ nhà, cả nhóm dễ dàng tiến hành kế hoạch đào bới của mình. Tuy nhiên, Apolsky đã xui xẻo để Mahone bắt giữ. Sự việc xui xẻo này chưa qua thì chuyện khác lại đến khi người con gái làm cảnh sát của chủ nhà bất ngờ về. Schofield dù không muốn, thế nhưng cũng đành phải để T-Bag dùng vũ lực để áp chế hai mẹ con. Mọi chuyện sau đó còn trở nên phức tạp hơn khi tin tức bất ngờ đưa tin rằng LJ sắp được phóng thích. Biết tin con trai được tại ngoại, Lincoln đành tách Schofield ra để đón LJ. Thế nhưng những người ở lại cũng đã đào hết được số tiền được giấu ở dưới đất lên. Nhưng Sir Cree bất ngờ tiến vào và chĩa súng vào cả nhóm, yêu cầu mọi người giao hết cho anh 5 triệu đô. Nhóm vượt ngục sắp đạt được mong muốn của mình. Nhưng FBI thì vẫn đang dậm chân tại chỗ, Mahone lúc này không thể kiềm chế được nữa, con người độc ác máu lạnh bên trong hắn bắt đầu trỗi dậy. Mahone sau đó dẫn Apolsky tới một chỗ hoang vắng và giết hại cậu một cách nhẫn tâm, sau khi cậu nhất quyết không khai ra chỗ của nhóm vượt ngục. Đó không phải là cái chết duy nhất, Sarah đã bất ngờ phát hiện ra bố mình treo cổ trong phòng riêng. Trước khi rời khỏi phòng, cô đã kịp thời lấy được một chiếc chìa khóa bí ẩn rơi từ túi của bố mình. Hành động này của Sarah đã gián tiếp để cô lọt vào tầm ngắm của company. Trở lại với sự việc của Sir Cree, thực chất đây chính là kế hoạch của Schofield hòng giảm bớt số lượng người được nhận tiền. Nhưng rồi một cú outplay đau đớn đã khiến Schofield phải ngã ngửa. T-Bag trước đó đã tráo đổi chiếc túi và giờ đây 5 triệu đô đã được một mình tên rác rưởi đó độc chiếm. Schofield và Sir Cree thì không chỉ mất tiền mà còn phải bán mạng để chạy trốn khỏi sự truy đuổi của cảnh sát. Đã nghèo còn mắc cái eo, Sir Cree bị té xuống sông, kẹt chân vào một khúc cây và không thể di chuyển được. Thay vì bỏ rơi người bạn của mình, Schofield đã nảy ra ý tưởng táo bạo và thành công giải thoát cho Sir Cree. Cả hai sau khi chạy trốn được khỏi cảnh sát thì cũng tạm thời chia tay, đồng thời Schofield cũng hẹn gặp lại Sir Cree ở địa điểm đã định trước với Lincoln. Người anh trai danh ma của Schofield lúc này đây cũng vừa đánh lừa được các đặc vụ của company và đưa LJ trốn thoát thành công.
Không chỉ thất bại trong việc truy sát Schofield và Lincoln, các đặc vụ của Company cũng liên tục để Sarah chạy thoát được. Bị dồn vào chân tường, Sarah nhớ lại những con hạc của Schofield và bắt đầu lui ra để giải mã. Schofield lúc này đang tiến đến địa điểm tiếp theo trong kế hoạch, thế nhưng anh liên tục bị FBI cùng với Mahone cản trở. Nhận ra Mahone đã biết quá nhiều về phi vụ, còn bản thân mình thì mù mờ thông tin về hắn, nên sẽ rất bất lợi. Schofield đã quyết định giả là một đặc vụ để tiếp cận Palm, vợ cũ của Mahone, để khai thác thông tin của hắn. Sau cuộc trò chuyện, Schofield dễ dàng suy luận ra được rằng Mahone đã giết Oscar Shales, một kẻ giết người hàng loạt, kẻ mà được cho là bị mất tích. Sự tình là sau khi bắt thành công kẻ thù ác, Mahone thay vì giao cho chính quyền giải quyết thì anh ta đã giết và chôn hắn ta ở khu vườn phía sau nhà mình. Với thông tin đắt giá này, Schofield đã gọi điện và uy hiếp ngược lại Mahone. Cuộc đối đầu giữa hai chiến lược gia siêu phàm bắt đầu nổ ra. Tạm gác lại màn đấu trí căng thẳng giữa Schofield và Mahone, hàng loạt sự kiện đáng chú ý khác cũng đồng thời xảy ra, đồng thời là Franklin đã đưa vợ và con gái của mình đến một địa điểm an toàn. Tên rác rưởi T-Bag thì lúc này đã bị quả báo sau khi đến nhà của cô bồ cũ mình, hòng tìm cách trả thù, hắn đã bị chặn bởi Bellick và Gary. Không chỉ có T-Bag, hai bố con Lincoln và LJ trên đường tẩu thoát cũng đã bị cảnh sát bắt giữ. Ở một diễn biến khác, Sarah đã giải mã thành công địa điểm mà Schofield gửi cho mình và tìm gặp được anh. Tuy nhiên mà hồi lúc này cũng có mặt và làm gián đoạn cuộc gặp mặt của cả hai. Sau một hồi giằng co, Schofield đã cao tay hơn khi lừa thành công và nhốt được Mahone. Sau vụ việc này thì Sarah quyết định không đi theo Schofield nữa vì cho rằng sẽ rất nguy hiểm. Chính vì giây phút lưỡng lự đó, Sarah bị Kellerman tiếp cận và bắt cóc. Về phía Lincoln và LJ, sau khi bị bắt giữ và chuyển đi, anh đã được bố mình giải cứu thành công. Tại nhà riêng của Aldo, ông đã đề nghị chuyển Lincoln và LJ đến nơi an toàn, thế nhưng Lincoln đã nhất quyết không đồng ý vì lời hứa trước đó với Schofield. Còn về tên cặn bã T-Bag, sau một hồi ẩu đả và bị bắt trói, hắn buộc phải đưa Bellick và Gary chìa khóa trước tủ cất tiền của mình. Tuy nhiên, Gary đã phản bội lại Bellick để một mình độc chiếm 5 triệu đô. Về phía bố con Lincoln, trong lúc Aldo đang tiết lộ rằng mình đã tìm ra bằng chứng để minh oan cho anh, họ đã bị tấn công bởi gián điệp của Company. May là nhờ có sự nhạy bén của mình, Lincoln đã giải quyết thành công được tên gián điệp. Anh cũng giao lại LJ cho người của Aldo và hai bố con quyết định đến điểm hẹn của Schofield. Về kế hoạch của Schofield, anh thất bại trong việc trao đổi với đối tác. Cụ thể là số hàng nóng mà anh chuẩn bị để trao đổi lấy một chuyến bay đã bị FBI lấy mất. Tưởng rằng bản thân đã xong đời, Sir Cree bất ngờ xuất hiện và giải thoát cho anh. Cả hai cũng tra khảo được nơi máy bay sẽ hạ cánh từ đối phương. Sau đó, Schofield và Sir Cree tụ họp lại với Lincoln ở nơi đã hẹn. Aldo cũng có mặt và đây là lần đầu tiên Schofield được gặp bố của mình. Trái ngược với niềm vui của phe Schofield, tên cặn bã T-Bag đã hy sinh bàn tay của mình để trốn thoát. Sau đó hắn tìm đến nơi Gary đang thắc loạn và giải quyết gã quản giáo một cách dễ dàng. Sarah thì lúc này đây đang bị Kellerman tra tấn một cách dã man, thế nhưng cô nhất quyết không hé môi. Đặc vụ Kim lúc này bất ngờ tìm gặp và giải thoát cho Mahone, ngầm tiết lộ gã FBI là tay trong của Company. Tiếp nối theo ngay sau cuộc gặp mặt giữa ba bố con, Mahone sau khi được giải thoát cũng đã lần theo được dấu vết và xuất hiện. Aldo lúc này đã câu giờ cho Schofield, Lincoln và Sir Green lấy xe tẩu thoát, thế nhưng ông đã bị trúng đạn và không thể qua khỏi. Sau khi biết được sự tồn tại của một cuộn băng có thể minh oan cho anh mình, Schofield và Lincoln sau khi chôn xác của bố đã quyết định ở lại Hoa Kỳ để tìm ra sự thật, còn Sir Green thì vẫn tiếp tục lên máy bay để đi sang biên giới. Và một lần nữa Mahone chứng tỏ sự cáo già của mình, hắn nhanh chóng biết được sự việc trước máy bay và yêu cầu không quân bắn hạ nó. Cắt ngang sự việc trên, ta quay trở lại với Sarah. Vì lơ đễnh trong việc hành hình, Kellerman đã để cô trốn thoát được. Thất bại lần này cũng đã trực tiếp khiến Kellerman bị khai trừ khỏi Company. Đen đủi không kém gì Kellerman, đó là Bellick. Hắn đã bị T-Bag gài bẫy về cái chết của Gary và bị bắt giữ. Một người khác nữa cũng gặp rắc rối là Franklin, đã phải đi tìm thuốc cho con của mình. Vợ của anh thì đã bị bắt giữ, còn bản thân thì phải tiếp tục trốn chui trốn lủi. Và tối hôm đó, Schofield và Lincoln đã miệt mài đi loanh quanh ngoài biên giới để bắt sóng điện thoại hoặc liên lạc với Sarah. Thế nhưng khi điện thoại vừa đổ chuông, Mahone đã cắt ngang cuộc điện thoại này. Hai anh em đứng trước nguy cơ bị bắt giữ và tệ hại hơn là bị triệt hạ tại chỗ bởi Mahone. Trước khi Mahone kịp xuống tay giết hai anh em, cảnh sát đã kịp thời ập đến. Sau khi bắt giữ được thành công Schofield và Lincoln, hai anh em được chuyển tới nhà tù liên bang để xử án. Thế nhưng Company không muốn thế, chúng đã dàn xếp cho Schofield và Lincoln có thể tẩu thoát khỏi đoàn xe hộ tống. Ngay lập tức sau đó, cả hai bị Kellerman và Mahone vây quanh. Thế nhưng Kellerman bất ngờ làm phản khi bắn hạ Mahone và giải cứu cả hai khỏi hiện trường. Bởi lúc này hắn biết được rằng tay đặc vụ Kim đang muốn chơi xỏ mình.
Cũng trong lúc đó, Bellick đã bị kết án 25 năm tù và bị giam giữ ở nhà tù Fox River. Ngoài ra, thì tên cặn bã T-Bag, kẻ mà ta đã bỏ quên nãy giờ, đã tìm ra được địa chỉ nhà người yêu cũ của mình là Hollander và tìm đến gặp cô. Trở lại với Schofield và Lincoln, nhờ thông tin của Kellerman cung cấp về chỗ đang giam giữ Terrence Stedman, cả ba quyết định đình chiến để làm việc cho xong. Tại Mountain, nơi đang giam giữ Stedman, Kellerman đã hạ gục các đặc vụ ở đó để có thể bắt cóc ông. Thế nhưng rồi thì kế hoạch của Schofield và Kellerman đã trở thành công cốc khi Stedman đã quyết định tự sát ngay tại hiện trường. Với biến cố này, đặc vụ Kim bắt buộc phải tiếp tục sử dụng Mahone dù anh vẫn đang nằm viện sau sự việc trước, hòng triệt tiêu Kellerman. Dù ban đầu Mahone đã quyết định rời Company để quay về với gia đình, thế nhưng rồi Company đã uy hiếp gia đình anh, buộc Mahone phải tiếp tục. Dù đã mất đi nhân chứng quan trọng, Schofield vẫn phải tiếp tục lên kế hoạch để ứng phó. Với cái mắc FBI của Kellerman, cả ba tiếp cận được với cánh báo chí để bắt cóc được một cameraman. Với một chiếc máy quay có được, cả ba đã đề ra một phương án hòng đánh lạc hướng của FBI. Trong cuộn phim, Lincoln đã thuyết phục rằng mình vô tội, Schofield thì cố vạch mặt sự tồn tại của Company, thế nhưng thực chất đây là những mật mã hòng giúp Sarah liên lạc với mình. Thế nhưng với bộ óc của Mahone, hắn lập tức nhận ra được điều bất thường và lao vào điều tra, để rồi nhanh chóng đoán ra được Schofield đang muốn tìm Sarah. Sau khi nhận ra mục tiêu của cả nhóm là gì, Mahone tiếp cận với Bellick để tìm lời giải và hắn đã nhận ra được mật mã của cả nhóm muốn gửi đến Sarah. Thế nhưng lần này Mahone đã chậm một bước, Kellerman lúc này đã bị lung lay, anh nhận được cuộc gọi của Tổng thống Reynolds, bà muốn anh giao nộp hai anh em để đổi lại một vị trí khác trong Company. Bộ ba sau cuộc hẹn đêm hôm trước đã gặp được Sarah tại nhà ga. Ngay khi biết chuyện Kellerman từng tra tấn Sarah, Schofield và Lincoln quyết định không tha cho Kellerman. Rất may là gã đặc vụ kịp thời chữa cháy khi anh biết được gốc gác của chiếc chìa khóa mà Sarah đang giữ. Mặt khác, Bellick sau khi được Mahone đưa ra khỏi nhà tù đã giúp hắn tìm ra được vị trí của Potoshik. Và rồi chuyện gì đến thì cũng đến, anh chàng từng đã tự sát do bị Mahone dẫn dụ. Trở lại với Schofield, nhờ sự chỉ dẫn của Kellerman, cả bốn người đến được một câu lạc bộ xì gà mà bố của Sarah từng tham gia. Schofield cũng phát hiện ra Pope là thành viên của câu lạc bộ này nên cả bọn đành liều mạng đi nhờ vào ông. May mắn Pope là một người vô cùng chính trực, ông đã đồng ý giúp Schofield, đổi lại thì anh phải đi tự thú. Tại câu lạc bộ, Pope tìm được một chiếc USB từ chiếc túi của bố Sarah, thế nhưng chưa kịp làm gì thì ông đã bị đặc vụ Kim ngăn cản. May mắn là cả nhóm đã giải thoát thành công cho ông. Kellerman lúc này thì lại bị cả nhóm quay lưng. Biết rõ nội dung trong USB là gì, Pope đã không cần Schofield phải tự thú mà vẫn tha cho cả bọn rời đi, càng nhanh càng tốt. Quay trở lại một chút với tên cặn bã T-Bag, lúc này hắn đã cùng với gia đình của Hollander đi ra ngoại ô. Thế nhưng rồi sau tất cả, cô người yêu cũ vẫn không thể đáp lại tình cảm của hắn. T-Bag đã nhốt ba mẹ con ở lại căn hầm cũ của căn nhà, tuy nhiên hắn đã không giết ai cả mà cứ thế rời đi. Cùng lúc đó thì Franklin đã quyết định buông xuôi và nộp mình cho Mahone. Đổi lại, anh muốn vợ mình được xá tội và con gái thì sẽ được chữa trị. Còn Sir Cree thì tạm thời có một cái kết đẹp hơn khi đã đoàn tụ được với bạn gái. Quay lại với những suy tính tiếp theo của Schofield, cụ thể là cách sử dụng những bằng chứng mà mình có được thông qua cuộn băng ghi âm trong USB, cả ba quyết định sẽ gặp ông Cooper Green, một người rất đáng tin cậy trong chính phủ, để giao nộp cuộn băng. Tuy nhiên, Schofield đã không lường trước được rằng kế hoạch này đã bị Company nắm thóp, chúng đã cử người đóng giả đi gặp Schofield, may mắn là anh phát hiện ra được nên thoát nạn. Đến khi gặp được ông Cooper Green thực sự, thì cuộn băng lại không thể được dùng làm bằng chứng trước tòa. Thế nhưng Schofield lại không muốn phí phạm bằng chứng này, nên anh đã quyết định dùng nó để uy hiếp Tổng thống Reynolds. Cùng lúc đó, tên T-Bag lại tiếp tục thể hiện bản tính rắc rối của mình khi hắn đã giết người để lấy hộ chiếu giả, hòng tẩu thoát ra nước ngoài. Kellerman sau khi bị bỏ lại, hắn đã quyết định làm liều khi lên kế hoạch để ám sát Tổng thống. Mahone thì sau đó nhận ra rằng không còn lợi dụng Franklin được nữa, hắn đã quyết định đưa ra một sợi dây thừng để Franklin kết liễu cuộc đời mình. Franklin sau đó đã quyết định tự sát để gia đình mình được an toàn, thế nhưng may mắn là anh được các quản giáo cứu sống kịp thời. Chết đi sống lại, Franklin quyết định hợp tác với Wheeler, cấp dưới của Mahone, để lật mặt cái tên hai mang này. Tiếp tục với sự việc ở nơi Reynolds xuất hiện, Kellerman đã sẵn sàng cho nhiệm vụ cuối cùng. Tuy nhiên, Schofield bất ngờ xuất hiện và tiếp cận được với Reynolds, cho bà biết mình đang giữ cuộn băng trước khi Kellerman kịp bắn tỉa. Dù bị đánh cho một trận tả tơi, Tổng thống Reynolds đã phải đồng ý sẽ ân xá cho hai anh em trực tiếp trên sóng truyền hình. Sau khi biết được nội dung của cuộn băng, đương nhiên hành động này của cô không được chấp nhận bởi Company. Đặc vụ Kim cũng đã đe dọa cô trước khi lên sóng. Tiến thoái lưỡng nan, bà Reynolds quyết định công bố bản thân đang bị ung thư và tuyên bố từ chức. Hành động này của bà đã phá vỡ hết mọi toan tính của Company lẫn Schofield và Lincoln. Sarah thì lúc này cũng đang bị vây hãm bởi Mahone, nhưng rồi hắn đã cố ý để cô tẩu thoát, hòng tìm đến vị trí mà hai anh em chuẩn bị trốn ra nước ngoài. Cũng trong lúc này, tại Mexico xa xôi, một cuộc chạm trán giữa ba người là T-Bag, Sir Cree và Bellick đã diễn ra và mục tiêu của cả ba lúc này vẫn là 5 triệu đô kia.
Sau khi kế hoạch đã đổ vỡ, Schofield và Lincoln đã phải ba chân bốn cẳng chạy đến một con thuyền đã được sắp xếp từ trước. Tuy nhiên, Sarah đã chấp nhận ở lại và để bản thân bị bắt giữ cho hai anh em chạy thoát. Một tuần sau, Schofield và Lincoln thành công đến được Panama. Mahone vẫn không nghỉ ngơi một giây nào và cũng tìm được nơi trú ngụ của Schofield. Tại Panama, hai anh em đã có những bất hòa nhất định. Những khó khăn sau đó ngày càng tiếp tục chồng chất khi Schofield nhận được tin nhắn cầu cứu của Sir Cree. Nhưng đây thực chất là tin nhắn được gửi bởi Mahone. Về những thành viên khác trong đội vượt ngục khi xưa, Franklin lúc này đã đồng ý làm chứng chống lại Mahone. T-Bag thì vẫn tiếp tục giết người trên hành trình tiêu tiền của hắn, cũng như là chạy thoát khỏi Bellick và Sir Cree. Sir Cree lúc này cũng bế tắc không kém khi mà bạn gái anh đang bị Bellick giam giữ ở một chỗ bí mật và anh phải bất đắc dĩ giúp hắn bắt T-Bag. Trùng hợp thay, tất cả những điều đó đều đã xảy ra trên đất Panama. Dù Lincoln đã không muốn Schofield đi cứu Sir Cree, thế nhưng sau cùng thì anh vẫn đi vì mục đích cuối cùng của Schofield không chỉ là cứu Sir Cree mà là tống T-Bag trở lại với ngục tù. Tại nơi mà T-Bag đang ở, Schofield và Sir Cree đành bất đắc dĩ phối hợp cùng với Bellick để bắt giữ tên cặn bã này. Tưởng chừng như đã dồn được T-Bag vào đường cùng, thế nhưng hắn đã cao tay hơn khi không chỉ thoát được mà còn gài bẫy để cảnh sát đến bắt giữ Bellick. Trong lúc cả ba đang giằng co, T-Bag vẫn tiếp tục làm loạn và khiến Sir Cree bị thương nặng. Trong cuộc đối đầu 1-1 sau đó của Schofield và T-Bag, anh đã hủy hoại bên tay còn lại của gã cặn bã rồi cho cảnh sát đến tống hắn vào tù một lần nữa. Tưởng chừng như mọi chuyện đã êm xuôi, thế nhưng thực chất việc vây bắt T-Bag trở nên dễ dàng là do Lincoln đã chặn Mahone lại trước đó. Tuy nhiên, Lincoln không phải là đối thủ của Mahone và đã bị hắn khống chế lại, buộc Schofield tiếp tục bận rộn đi cứu anh trai mình. Mặt khác thì ở Hoa Kỳ, Sarah đã bị tòa kết án 12 năm tù giam, tưởng chừng như số phận đã an bài. Kellerman sau khi tự sát bất thành đã quyết định lấy công trục tội, anh đến tòa làm chứng minh oan cho Sarah, đồng thời tố giác sự tồn tại của company trước pháp luật. Với những bằng chứng từ Kellerman, Sarah được xóa hết mọi án phạt, cả hai anh em Schofield và Lincoln cũng được xét xử trang án và chuyện gì đến thì cũng sẽ phải đến. Kellerman ngay lập tức bị người của company đến giải quyết. Sarah sau khi trang án đã ngay lập tức lên đường đến Panama để thông báo tin vui này cho hai anh em rắc rối kia. Quay trở lại với Panama, Schofield lúc này cũng đến gặp mặt Mahone, hòng trao đổi với hắn 5 triệu đô cộng với chiếc thuyền dùng để tẩu thoát, đổi lấy sự tự do cho Lincoln. Tuy nhiên, Mahone lúc này còn có một âm mưu khác, đó là gài bẫy đặc vụ Kim rồi đổ hết tội cho hai anh em. Thế nhưng khi xung đột xảy ra, kế hoạch của Mahone đổ vỡ nên đành mạnh ai nấy chạy. Ở khoảnh khắc cuối cùng, Mahone lại một lần nữa bị chơi khăm bởi Schofield khi chiếc thuyền Schofield giao cho Mahone chứa đầy thuốc cấm, khiến hắn bị cảnh sát địa phương bắt giữ. Còn về phía của Schofield và Lincoln, cả hai tiến đến một con thuyền khác đã được Schofield chuẩn bị. Tại đây họ bất ngờ gặp lại Sarah và được cô thông báo về tin vui ở quê nhà. Chưa vui vẻ được bao lâu, đặc vụ Kim đã bám đuôi theo được cả hai. Schofield và Lincoln lúc này đang đứng trước tình huống nguy hiểm thì Sarah đã bóp cò, bắn chết Kim để cứu Schofield và Lincoln. Lúc này lại một lần nữa cảnh sát địa phương ập đến khiến cả ba phải tách nhau ra mà chạy. Khi cả Schofield và Sarah bị dồn vào đường cùng, lần này Schofield đã quyết định hy sinh bản thân mình để giúp Sarah thoát tội. Bị kết tội giết người ngay trên đất khách, Schofield và Mahone bất ngờ được đẩy chung với nhau vào cùng một nhà tù liên bang ở Panama có tên là Suna. Tên T-Bag cũng không ngoại lệ, hắn cũng bị gài bẫy để rồi bị tống vào đây. Sir Cree cũng chưa thể tìm ra được nơi tên cặn bã Bellick giam giữ người yêu mình, còn bản thân hắn ta cũng bị cảnh sát bắt giữ và tống vào Suna. Khái quát một chút về Suna, nhà tù này thực sự là một địa ngục trần gian, bởi từ an ninh cho đến quản giáo ở nơi đây thì đều gần như là không có. Mọi thứ đều do Norman Lichero điều hành, tất cả các cuộc xung đột cá nhân đều phải được giải quyết bằng trận chiến sống còn một chọi một. Đen đủi hơn, thân phận của Schofield đã bị Lichero nắm rõ và anh ngay lập tức trở thành một cái gai trong mắt hắn. Đây chính là lý do vì sao Lichero đã sắp xếp một trận đấu võ đài cho Schofield. Dù bị ép buộc tham gia và đã có phần thắng thế trước thuộc hạ của Lichero, tuy nhiên anh đã không thể giết chết được đối phương. Về phần tên thuộc hạ, hắn quyết định chơi xấu khi dùng vũ khí để kết liễu Schofield. May mắn là Mahone đã nhận ra và cứu lấy Schofield trong gang tấc. T-Bag thì cũng đã thừa nước đục thả câu và được làm việc dưới trướng của Lichero. Bellick thì vì cái tôi của bản thân nên đã thê thảm hơn. Bellick sau đó cũng đã gặp một gã bí ẩn dưới tầng hầm và làm giúp hắn một việc, đó là bỏ vào túi quần của Schofield và tên thuộc hạ xấu số kia một mảnh giấy có ghi Versailles 1989 vì Madrid, và mảnh giấy này đã được một cô gái bên ngoài nhà tù nhận được. Trở lại với Lincoln, trên đường đi tìm kiếm Sarah, anh đã bị tiếp cận bởi Susan hay Gretchen Morgan, một thành viên của company. Để rồi từ đây, Schofield và Lincoln bị cuốn vào một vụ vượt ngục khác cùng với một tên tù nhân tên là James Whistler. Người dưới tầng hầm đang bị các tù nhân khác truy lùng. Schofield và Lincoln buộc phải chấp nhận phi vụ này vì LJ và Sarah đang bị bắt làm con tin.
Ngay khi bắt tay vào việc, Schofield ngay lập tức tìm ra được Whistler đang trốn bên dưới tầng hầm. Tìm ra được thân chủ vẫn chưa xong, Schofield phải tiếp tục suy nghĩ để tìm ra cách vượt ngục. Cùng lúc đó, một cuộc bạo động diễn ra, rắc rối chồng rắc rối khi Bellick đã tiết lộ việc Whistler đang trốn dưới tầng hầm cho Lichero. Tính mạng của Whistler lúc này đang trở nên vô cùng nguy kịch. Cả Mahone lẫn thuộc hạ của Lichero cũng đã tìm ra được anh trước khi Schofield kịp làm gì. Tuy nhiên, Schofield đã ứng biến thành công khi dẹp được cuộc bạo loạn, lấy được sự tin tưởng của Lichero, cũng như giữ được tính mạng của Whistler. Còn ở bên ngoài Sona, Sucre sau khi biết được rằng Bellick chưa từng bắt được bạn gái mình, anh đã dự tính sẽ về Mỹ để gặp cô, thế nhưng chạm mặt được Lincoln và bị anh thuyết phục ở lại. Về phía Lincoln, anh lấy được từ Sophia một cuốn sách nghiên cứu về loài chim. Cô là người đã giữ mảnh giấy được Whistler tuồn ra ngoài vào hôm trước. Trong lúc đang không biết cuốn sách dùng để làm gì, anh bị Susan tiếp cận hòng lấy cuốn sách. May là nhờ nhanh tay mà Lincoln đã tráo cuốn sách giả để đưa cho Susan. Không thể tiếp tục để Susan nắm ưu thế, Schofield yêu cầu Susan sắp xếp cho anh một cuộc gọi với Sarah. Bản thân Schofield cũng đe dọa T-Bag để buộc hắn lấy điện thoại của Lichero cho mình. Sau khi lấy được điện thoại và kết nối thành công với Sarah, Schofield đã có thể chỉ điểm cho Lincoln đi cứu cả hai. Thế nhưng đen đủi thay, Lincoln thất bại trong việc giải cứu và hành động ngẫu hứng này của hai anh em đã phải trả một cái giá thực sự đắt. Đó chính là tính mạng của Sarah, cô đã bị Susan giết hại và gửi đầu của mình cho Lincoln. Tuy khá sốc trước việc đó, thế nhưng Lincoln lúc này đã tạm bình tĩnh lại và không nói chuyện này cho Schofield biết. Tạm gác lại sự việc đau lòng trên, Schofield yêu cầu Lincoln phải mua chuộc người chôn xác tại Sona. Thay vì đàm phán, Susan đã giết hắn và sắp xếp Sucre thay thế cho vị trí đó để giúp Schofield phá hàng rào bên ngoài Sona. Còn ở bên trong, Schofield đã cố gắng làm vô hiệu hóa luồng điện để yêu cầu Lichero đổi phòng giam. Đổi lại, luồng điện bên trong Sona sẽ được anh sửa chữa. Về phần Whistler, Susan sau khi lấy lại từ tay Lincoln cuốn sách kia của anh đã gửi vào trong trại giam, kèm theo đó là dòng tin nhắn. Thời gian dành cho anh đã sắp hết. Về nhiệm vụ của Schofield, anh đã phải quan sát thói quen của từng lính canh để tìm ra lỗ hổng, đồng thời cuộc vượt ngục phải xảy ra vào ban ngày vì tuần tra đêm rất đông. Tuy nhiên, trong lúc quan sát, Schofield đã vô tình bị một lính canh phát hiện, dẫn đến việc tất cả quản giáo xông vào nhà tù điều tra. Kết quả là phòng giam của Schofield và Whistler đã bị khóa. May mắn là trước khi bị mất phòng giam, Schofield cũng có được một số thông tin đáng giá. Đầu tiên, vào khoảng 3 giờ hơn, một tia nắng sẽ rọi thẳng vào tháp canh, khiến cho một tên lính gác phải quay mặt sang hướng khác và không nhìn vào nhà tù. Mahone cũng cung cấp thêm việc là tên lính canh còn lại trên tháp bị nghiện cà phê, nếu bỏ thuốc ngủ vào đó thì sẽ vô cùng dễ dàng cho cuộc vượt ngục. Tuy nhiên, một số cản trở khác cũng đã xuất hiện, một tù nhân người Pháp đã được chuyển vào đây và có vẻ như anh ta biết được thân phận thực sự của Whistler. Bước tiếp theo trong kế hoạch của Schofield đó là tạo ra một sự kiện đánh lạc hướng tất cả tù nhân ở Sona. Theo dự kiến, Schofield sẽ lợi dụng một buổi tụ họp coi đá banh ngay tại Sona để vượt ngục. Tuy nhiên, Whistler bất ngờ bị kết tội giết tù nhân người Pháp kia. Để cứu lấy Whistler, Schofield dự tính sẽ đổ tội cho Mahone. Nhưng trước khi Schofield kịp thời khai ra Mahone, anh ta đã chấp nhận lời đề nghị của FBI là sẽ tố cáo Company và rời đi. Tưởng chừng đời của Whistler đã tàn, thế nhưng Lichero bất ngờ giết một thuộc hạ của mình vì hiểu lầm hắn mới là kẻ chủ mưu. Sau mọi chuyện vẫn chưa êm xuôi, vì tức giận nên Lichero đã cho hủy buổi coi đá banh ở sân tập trung, khiến cho kế hoạch vượt ngục bị đổ vỡ. Đồng thời, để tránh gặp rắc rối không đáng có với Susan, Lincoln buộc phải nói thật với Schofield rằng Sarah đã chết. Biết tin người yêu mình chết vì cuộc vượt ngục vô nghĩa này, Schofield thách đấu một chọi một với Whistler. Tưởng chừng như Schofield vì lý trí đã khiến cho kế hoạch đổ bể, thế nhưng đây lại là tình huống do anh tự vạch ra để đánh lạc hướng tất cả các tù nhân. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, vì trời bất ngờ có nhiều mây nên Schofield và Whistler thất bại trong cuộc vượt ngục. Và việc gì đến thì cũng phải đến, Schofield và Whistler vẫn phải ở lại Sona và buộc phải đấu với nhau một trận sinh tử. Không còn cách nào khác, Schofield và Whistler buộc phải sống chết với nhau. May mắn là cuộc ẩu đả đã bị các quản giáo ngăn lại vì phát hiện ra tang chứng của vụ vượt ngục hụt từ Schofield. Tưởng chừng như đã xong đời với Lichero sau sự việc này, thế nhưng hắn ta bất ngờ thuận theo kế hoạch vượt ngục của Schofield và cho anh cơ hội. Đồng thời, Lichero cũng chỉ cho cả nhóm một đường hầm bí mật của mình để có thể phục vụ cho cuộc đào tẩu ngay bên dưới Sona. Không chỉ có người ở bên trong thất bại, Lincoln và Sucre cũng thất bại trong việc giải cứu LJ ở bên ngoài. May mắn là cậu không bị Susan lấy mạng, nhưng ả ta đã có cho mình một động thái khác. Susan tiến vào trong Sona, tiết lộ tên thật là Gretchen và trao đổi với Whistler một kế hoạch mới. Bắt nguồn từ ông trùm của Company, ông ta muốn Gretchen phải giết Schofield và Lincoln trước, sau đó giải cứu Whistler bằng máy bay quân sự. May mắn là nhờ sự nhạy bén của bản thân, Schofield không chỉ giúp Lincoln đề phòng và dễ dàng sử đẹp tất cả đặc vụ của Company đến ám sát mình. Anh còn ngăn cản được việc vượt ngục bằng trực thăng của Whistler, khiến Company một lần nữa phải dựa vào hai anh em cho phi vụ của mình. Thế nhưng vụ lùm xùm lần này đã khiến Schofield bị đưa ra ngoài để tra khảo. Ngoài ra, vì cơn nghiện của bản thân, Mahone đã thất bại trong việc bào chữa cho bản thân tại phiên tòa.
Quay lại với Sona, tướng quân Zavala sẽ là người tiếp quản mới của Sona. Ông quyết định tra khảo Schofield bằng một biện pháp mạnh, đó là bắt giam anh bên trong một lồng giam giữa trời nắng gắt. Biết rằng Schofield coi như đã tàn đời, T-Bag và Whistler đành lên một kế hoạch khác. Sau khi Mahone bị trả lại Sona, T-Bag đã xúi giục anh sử dụng ma túy cho tỉnh táo để lên sàn với Sammy để giết hắn, một cánh tay phải đắc lực của Lichero. Nhưng Mahone đã từ chối để quyết tâm cai nghiện. Về phía Schofield, để tự cứu lấy mình, anh đã khai ra Whistler và Gretchen. Sau khi bắt giữ để tra khảo Gretchen, ả đã khai ra một địa điểm giả và khiến hai binh lính xấu số thiệt mạng. Ngoài ra, Lincoln và Sucre đã lên kế hoạch cùng nhau để giết Gretchen. Tuy nhiên, với sự lành nghề của mình, Gretchen đã đoán được và lên kế hoạch gài bẫy Sucre. Với việc bị nắm thóp, Sucre bỗng trở thành con chốt của Gretchen và buộc anh phải tìm cách bán đứng Lincoln. An ủi cho sự thất bại đó là Sophia. Khi ở nhà riêng của Whistler, cô đã phát hiện ra một chiếc vali bí mật của anh, dường như trong đó là một thứ gì đó rất khủng khiếp mà Whistler đang che giấu. Cũng trong lúc đó thì Schofield đã được cho quay trở lại nhà tù, cộng với việc Mahone đã cai nghiện thành công, kế hoạch vượt ngục lại được tiếp tục ở bên dưới tầng hầm của Lichero. Tuy nhiên, trong lúc cả nhóm đang đào ở bên dưới, Schofield đã không biết rằng Lichero đã bị làm phản ở trên và Sammy đã đứng lên nắm quyền tại Sona. Để chữa cháy, thì bác xúi dụng Bellick thách đấu với Sammy để câu giờ, đổi lại thì anh sẽ được tham gia vào cuộc vượt ngục. Nhận ra Lichero đi quá lâu, Schofield, Whistler và Mahone quyết định đi lên để tìm hiểu. Ngay lập tức, cả bọn bị thuộc hạ của Sammy đuổi bắt, kết quả là Whistler xui xẻo bị bắt giữ. Quyết định không bỏ mặc Whistler, Schofield quyết định gài đám của Sammy. Với đầu óc ngu si tứ chi phát triển, Sammy và đám thuộc hạ dễ dàng bị mắc bẫy và thiệt mạng, Lichero lại tiếp tục lên nắm quyền. Thế nhưng rồi lại một lần nữa người tính không bằng trời tính, Panama bất ngờ đổ mưa dữ dội và căn hầm đứng trước nguy cơ bị sụp xuống. Sự việc này đã buộc Schofield phải đẩy nhanh tiến độ của cuộc vượt ngục, đó là mọi thứ sẽ phải xong xuôi vào đêm nay. Sucre ở bên ngoài cũng có nhiệm vụ của mình, anh được giao việc phá những chiếc xe jeep tuần tra của các quản giáo. Thế nhưng xui xẻo thay, Sucre đã bị các quản giáo chú ý và điều tra. Với việc làm giả hồ sơ của mình, anh bị giam giữ lại và không đến nơi tập kết đúng hẹn được. Ngoài ra, Lincoln cũng được giao cho nhiệm vụ phá hỏng trụ phát điện để cả nhóm có được 30 giây vượt ngục. Biệt đội của phi vụ lúc này có kết nạp thêm Bellick và Lewis, một cậu nhóc mà Schofield nhất định quyết đem theo vì không muốn cậu chịu số phận giống Apolsky. Bố của Lewis cũng phải hoạt động phía bên ngoài để hỗ trợ cả nhóm. Tuy nhiên, mọi thứ sau đó đã không quá suôn sẻ như vậy. Sophia đã bị Gretchen bắt làm con tin. Ả cũng giao cho Whistler một chiếc đồng hồ đếm ngược đúng 24 tiếng cho mạng sống của Sophia. Không thể chần chừ thêm một giây nào nữa, Lincoln phá hủy thành công trụ phát điện. 30 giây đếm ngược cho cuộc vượt ngục chính thức bắt đầu. Với bản tính láo cá của mình, Lichero, T-Bag và Bellick nhanh chân chạy khỏi mặt đất, nhưng đây lại tiếp tục là một sự sắp xếp của Schofield. Cái tháp canh ngay lập tức rọi đèn và cả ba nhanh chóng bị bao vây. Lichero bị bắn một nhát chí mạng. Khi các lính canh bắt đầu ồ ạt kéo đến và mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn, Schofield, Whistler, Mahone và Lewis men theo bên dưới các gầm xe và tẩu thoát thành công. Cả bốn người lúc này tụ họp lại với Lincoln ở bên ngoài bờ biển, sử dụng các bình oxy đã được chôn sẵn ở đây, cả bọn bắt đầu lặn sâu xuống biển để tẩu thoát. Khi đã tiến được khá xa bờ, vì Sucre đã bị mắc kẹt lại ở Sona và bị T-Bag bán đứng, cả bọn gần như lênh đênh trên biển. Tưởng chừng như tất cả đã kiệt sức, bố của Lewis đã ứng biến thành công và cứu được cả nhóm. Tuy nhiên, Whistler lúc này đã làm mất cuốn sách ghi chú tọa độ của mình trong lúc tẩu thoát, một thứ cực kỳ quý giá với anh và Gretchen. Đen thay, đó là cuốn sách đó đã nằm trong tay của T-Bag. Tạm gác lại chuyện cuốn sách, sau khi về tới bờ, Schofield đã chia tay Lewis và tiếp tục lên đường. Lúc này Schofield mới nhận ra là chiếc đồng hồ mà Whistler đang giữ thực chất có cài chip theo dõi và cả nhóm đã bị Company bám đuôi. Biết được chuyện, Lincoln đã dẫn cả bọn đến một nhà kho được sắp xếp sẵn, hòng đón đầu Gretchen. Trong lúc Lincoln dự tính sẽ kết liễu Mahone để trả thù, Whistler vì lo cho tính mạng bạn gái mình nên đã bỏ trốn. Hai anh em đành phải rượt theo Whistler và bỏ mặc Mahone lại. Không để Whistler chạy quá xa, Schofield và Lincoln nhanh chóng bắt giữ anh lại thành công. Cả hai cũng sắp xếp một cuộc trao đổi mới với Gretchen và cuộc trao đổi diễn ra tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, Sophia quyết định sẽ không đi theo Whistler nữa và cô đã đứng về phía nhóm của Lincoln. Schofield cũng nhận ra rằng Gretchen đã sắp xếp các đặc vụ chặn ở lối ra hòng diệt khẩu nên anh đã ứng biến thành công và cả bọn đã an toàn. Chỉ tiếc là vì cuộc đụng độ của hai phe mà Sophia xui xẻo bị dính đạn. Schofield thì lúc này đã định giết Gretchen hòng trả thù cho Sarah Tancredi, thế nhưng rồi anh đã chần chừ khiến ả bỏ chạy cùng Whistler thành công. Lincoln thì để lại LJ với Sophia để cùng Schofield tạm lẩn trốn khỏi cảnh sát. Mọi thứ lúc này tưởng chừng như đã êm xuôi, thế nhưng không, Sophia nói cho LJ về chiếc vali ở nhà Whistler và Schofield cũng biết được chuyện này. Hai anh em đến nhà của Whistler và phát hiện ra Company đang quan tâm đến một gã có tên là Jason Leaf. Khác với Schofield là muốn theo vụ này đến cùng để trả thù cho Sarah, Lincoln đã rút lui để giữ lại sự an toàn cho LJ và Sophia.
Quay trở lại Sona thì bác lúc này đã gài bẫy thành công Lichero, khiến ông kêu người đem 50.000 đô đến giao và hắn đã giết Lichero để diệt khẩu. Đồng thời thì Sucre sau biết bao nhiêu là gian nan cũng đã bị tống giam vào tù trở lại. Mặt khác, Mahon sau khi rời đi đã quyết định hợp tác với Whistler và Company một lần nữa. Một khoảng thời gian sau những gì đã xảy ra trong season 3, Schofield sau khi tách ra khỏi Lincoln đã đơn phương độc mã, bám theo Whistler, Gretchen và cả Mahon. Đến Los Angeles, ta cũng biết được rằng Whistler đang có một cuộc trao đổi giữa 50 triệu đô và một tấm thẻ, hay nói đúng hơn là Skyla, cuốn sổ đen của Company. Tuy nhiên, kế hoạch của Whistler và Gretchen bất ngờ bị Schofield chen ngang. Để có thể thuyết phục anh bình tĩnh lại, Gretchen tiết lộ Sarah Tancredi thực chất vẫn còn sống. Tưởng rằng giải quyết xong Schofield là xong, thế nhưng Gretchen đã bị Whistler chơi khăm khi anh đã trao đổi Skyla thật với một bản sao. Gretchen ngay lập tức bị người đứng đầu của Company với bí danh là Đại tướng đưa ra hình phạt thích đáng. Người trừng trị cô chính là một đặc vụ hàng đầu của Company, Wyatt Matheson. Về những người đã chơi khăm Gretchen, mặc cho việc Schofield chỉ muốn biết thêm về Sarah, Mahon và Whistler thì lại muốn anh tham gia vào việc lật đổ Company. Cuộc gặp mặt của cả ba nhanh chóng bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của Matheson. Hắn nhanh chóng bắn chết Whistler để cướp lại Skyla. Schofield và Mahon thì may mắn thoát được. Không chỉ có Schofield và Mahon bị vướng vào vòng lao lý, cả Lincoln cũng bị đặc vụ Donald Self tiếp cận và đưa ra cách cả ba làm lại cuộc đời, đó là phải lật đổ Company. Trong lúc các sự việc trên xảy ra, nhà tù Sona đã bị phóng hỏa. T-Bag, Sucre và Bellick vượt ngục thành công. Nhờ nắm giữ cuốn sách của Whistler, T-Bag âm mưu quay trở về Mỹ để tìm hiểu sự việc. Thế nhưng ông trời thật có mắt, hắn xui xẻo bị hai tên lưu manh lừa hết tiền và bỏ rơi giữa hoang mạc. Còn về Sucre và Bellick, cả hai một lần nữa bị cảnh sát tại Hoa Kỳ tóm gọn khi vừa về nước. Ngoài ra thì với Mahon, một sự việc đau lòng nữa xảy ra với anh. Matheson đã đột nhập vào nhà anh và giết hại đi đứa con trai thân yêu của hai vợ chồng. Trở lại với Schofield và Lincoln, cả hai đã gặp lại được Sarah. Tế hợp hạnh phúc chưa được bao lâu, Matheson đã ngay lập tức xuất hiện và tấn công cả ba. Sự việc này buộc Schofield không còn cách nào khác ngoài việc hợp tác với Self, nhóm thực hiện kế hoạch truy tìm Skyla và lật đổ Company, lúc này bao gồm Schofield, Lincoln, Sucre, Bellick, Sarah và Mahon. Tại Los Angeles, Roland Glenn, một hacker đã được bổ nhiệm vào nhóm để trợ giúp. Nhờ có sự xuất hiện của những con người tài ba, Skyla nhanh chóng được thu hồi từ chỗ của một thành viên của Company. Nhưng mọi chuyện đương nhiên không đơn giản như vậy. Skyla thực chất có tận 6 mảnh riêng biệt và được 6 người khác nhau của Company nắm giữ. Vấn đề chưa dừng lại ở đó, đầu não của nhóm là Schofield có vẻ như đang gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Về phía tên T-Bag, hắn đã đến được với San Diego. Nhờ lần theo những ghi chép trong cuốn sách, T-Bag đến được chiếc tủ cất giữ những tài liệu bí mật của Whistler. Mặt khác, Gretchen vẫn còn sống và cô đang bị tra tấn bởi Matheson. Còn về nhiệm vụ bất khả thi là thu hồi 5 mảnh còn lại của Skyla, dù chưa có tiến triển gì thế nhưng cả nhóm đã bị chính phủ buộc phải ngừng lại. Self cũng không còn cách nào khác ngoài việc cùng các đặc vụ đi bắt cả nhóm. Không chấp nhận giơ tay chịu trói, Schofield là người duy nhất trong nhóm thoát được. May mắn là trước đó Glenn đã hack được một địa chỉ email. Thông qua đó, Schofield quay lại được cuộc gặp gỡ của 6 người giữ thẻ của Company, trong đó có cả đại tướng. Nhờ bằng chứng đắt giá này, Self đành lạm quyền cho cả nhóm tiếp tục nhiệm vụ. Về phần tên T-Bag, hắn đã lần ra được một vài manh mối quan trọng trong ghi chép của Whistler về một tập đoàn có tên là Gate. Trở lại với hình ảnh được quay bởi Schofield, cả nhóm lần ra được một thành viên khác nữa của nhóm 6 người giữ thẻ, đó là con gái của đại tướng, Lisa T-Bag. Trong lúc đang tiếp cận Lisa, cả nhóm phát hiện ra T-Bag đang lẩn quẩn xung quanh khu vực này nên đã nhanh chóng đi tóm hắn. Nhờ danh ma, T-Bag nhanh chóng quăng cuốn sổ đi, khiến hai anh em bất lực trong việc tra khảo nên đành thả hắn đi. Quay trở lại với người giữ thẻ thứ hai, Schofield, Lincoln và Mahon đã tiếp cận được Lisa và đánh cắp thành công thông tin trong tấm thẻ. Tuy nhiên, Lincoln bị một tên vệ sĩ của Lisa phát hiện và xém một chút nữa anh đã toi mạng nếu không có sự xuất hiện của Bellick. Trong lúc cả nhóm đang làm nhiệm vụ, Sarah đã bất cẩn để Matheson bám đuôi theo được. May mắn là cô chạy trốn thành công về căn cứ. Cô sau đó đã cùng với Glenn cung cấp lại nhân dạng của hắn cho Mahon để anh có thể đi trả thù cho con trai mình. Quay trở lại với nhiệm vụ đi tìm người giữ thẻ tiếp theo, người thứ ba là một người quen của Self, Oren, giám đốc của một kho bạc của Los Angeles. Nhờ có những thông tin mà Self cung cấp, Schofield và Lincoln đột nhập được vào một căn phòng bên cạnh, mục đích là để đào một lối thông vào két sắt của Oren. Trong lúc đang thực hiện kế hoạch của mình, đại tướng bất ngờ tiến vào phòng của Oren, nói với hắn rằng từ giờ phải luôn giữ tấm thẻ bên trong người. Nhưng đại tướng không ngờ được rằng Schofield và Lincoln đã sao chép thành công chiếc thẻ trước đó. Về phía tên T-Bag, hắn vô tình chạm mặt ông chủ đứng sau giao kèo đánh cắp Skyla của Whistler, gián tiếp chuốc họa vào thân khi nhận về deadline 3 ngày để giao Skyla. Trong lúc đó, Gretchen cũng đã tự mình trốn thoát thành công khỏi nơi giam cầm và con hổ cái đã bắt đầu đi săn.
Tiếp tục với người giữ thẻ thứ tư thì đây là một nhiệm vụ khá đơn giản vì hắn bị nghiện cá cược đua ngựa. Chính vì thế, việc đánh lạc hướng để sao chép tấm thẻ là điều tương đối dễ dàng. Thế nhưng rồi một vài biến số xảy ra, cả nhóm phải rời đi để lại một mình Mahon ở lại để lấy thiết bị sao chép vì nếu thiếu nó thì không thể tiếp tục với người tiếp theo. Xui xẻo thay, Mahon lại tiếp tục phải rơi vào vòng lao lý khi bị cảnh sát can thiệp và giữ chừng. Không còn cách nào khác, Self ra lệnh tìm cách thu hồi lấy thiết bị kia của Glenn và bỏ mặc Mahon. Dù rằng ban đầu Schofield đã chấp nhận, thế nhưng sau đó cả nhóm đã liều mạng tiến vào phiên tòa xét xử để giải thoát cho Mahon trước sự bất lực của tên Matheson. Đến với người giữ thẻ thứ 5, một số vấn đề khác đã phát sinh buộc cả nhóm phải tách ra làm hai. Một nhóm đến Las Vegas để lấy Skyla, một nhóm thì đi tìm T-Bag, Lincoln, Sarah, Sucre và Glenn lên đường đến Las Vegas, còn Schofield, Mahon và Bellick thì đi bắt T-Bag. Đến với sự kiện ở Las Vegas trước, nhờ có Sucre sử dụng mỹ nhân kế, việc sao chép thành công tấm thẻ thứ 5 là thứ dễ như cơm bữa. Thế nhưng rồi Glenn lại làm hỏng chuyện khi đã để bảo vệ phát hiện ra hành vi hack các thiết bị ở sòng bài và bị tịch thu thiết bị sao chép. Còn về nhóm của Schofield, cả bọn đã sa vào bẫy của T-Bag khi mà trước đó không lâu hắn đã gặp gỡ và cấu kết với Gretchen. Đã sa vào lưới, Schofield buộc phải giải mã tất tần tật những gì có trong cuốn sách của Whistler để tìm ra nơi cất giữ Skyla. Sau khi giải mã thành công bản vẽ trong cuốn sách, Schofield dẫn T-Bag xuống tầng hầm bí mật ở bên dưới văn phòng của hắn. Thế nhưng mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Schofield khi mà anh đã để lại những ký hiệu cho Mahon, người trước đó đã thoát khỏi tay của T-Bag bám theo. Với bản năng của mình, Mahon giải thoát được cho Schofield và nhốt tên T-Bag lại dưới tầng hầm. Tưởng chừng như đã loại bỏ được T-Bag, thế nhưng rồi một giao kèo khác đã được Gretchen đề ra. Schofield đành phải chấp thuận thả T-Bag để có thể làm cho xong nhiệm vụ dựa trên những chỉ dẫn cuối cùng của Gretchen. Đến với người giữ thẻ cuối cùng, đại tướng hay với tên thật là Jonathan Kranz, nhưng lúc này đây, Glenn đã bị loại ra khỏi kế hoạch vì sự bất cẩn đã làm mất thiết bị của anh trước đó. Cộng với những bất hòa trước, Glenn đã quyết định quay lưng lại với cả nhóm, anh liên lạc với Matheson và giao kèo với hắn. Với những thông tin này, kế hoạch đầu tiên mà cả nhóm đề ra để tiếp cận Kranz ngay lập tức bị đổ vỡ. Nhận ra Glenn là kẻ hai mang, Schofield đã cài chip theo dõi vào laptop của Glenn trước khi anh trốn đi. Tại nơi mà Glenn và Matheson gặp nhau, cả nhóm kịp thời xuất hiện để bắt giữ thành công tên đặc vụ máu lạnh này. Thế nhưng Glenn đã phải trả giá cho hành động bán đứng cả nhóm của mình bằng chính mạng sống của anh. Về tên T-Bag, thời hạn 3 ngày của hắn và tên trùm Phương Huông đã hết. Nhưng nhờ sự xuất hiện của Gretchen, giao kèo của hai bên đã được thiết lập lại. Đồng thời, sau khi kế hoạch đầu tiên của cả nhóm thất bại, đại tướng Grant đã quyết định chuyển Skyla đến một nơi an toàn với mức độ an ninh tân tiến hơn để bảo vệ. Trở lại với việc bắt giữ thành công tên đặc vụ Matheson, nhờ những nghiệp vụ của Self, cả nhóm đã lấy được giọng nói của Matheson và chỉnh sửa được thành công giọng nói của hắn. Mục đích là để truyền lời tới Kranz. Ông tin rằng Schofield và Lincoln đã chết dưới tay đặc vụ của mình sau khi tên Matheson đã không còn giá trị nữa. Mạng sống của hắn là tùy thuộc vào Mahon. Anh đã tra tấn và khiến hắn gọi điện để xin lỗi vợ cũ của mình và rồi Mahon ném hắn xuống biển, trả thù thành công cho đứa con đã khuất. Về nhóm của Schofield, Lincoln, Sucre và Bellick, cả bốn đi xuống tầng hầm kia để tìm ra vị trí của Company, thế nhưng một đường ống nước đã chặn đường đi tiếp của cả nhóm. Nhờ những tính toán và kiến thức của mình, Schofield đã thiết kế được một đường ống khác bắt ngang để đi xuyên qua. Tuy nhiên, để mọi thứ sau cùng có thể thành công, Bellick đã hy sinh bản thân mình để nâng đường ống đó lên và bị dòng nước cuốn trôi. Ngoài ra, Gretchen cũng có một vài tiến triển trong kế hoạch của mình. Cô tiếp cận lại được với Kranz, lấy lại được niềm tin của ông và biết được rằng tấm thẻ cuối cùng sắp được chuyển đi nơi khác. Sau cái chết của Bellick, cả nhóm nhanh chóng tìm cách sốc lại tinh thần để tiếp tục. Nhờ những manh mối của Gretchen, cả nhóm tìm đến một người đàn ông có tên là David Baker, chủ nhân của bản thiết kế an ninh của Company. Giữa lúc cấp bách, sức khỏe của Schofield bỗng trở nên nghiêm trọng nên anh phải cùng Sarah đến bệnh viện. Nhiệm vụ còn lại đánh giao cho cả nhóm. Mahon phải đơn phương độc mã đi tìm David Baker, nhưng vì anh đã không còn là người của Company, ông Baker đã không tiết lộ bất cứ một điều gì cho Mahon biết. Trong lúc bối rối vì không thể thuyết phục được, đặc vụ của Company đã ập đến và Mahon đành bỏ đi. Thế nhưng trước khi rời đi, vợ của ông Baker đã tin tưởng Mahon và giao cho anh toàn bộ mọi ghi chú của bản vẽ. Trong lúc đó, Sucre đã không may dẫm phải một quả bom chìm khi đang cùng với Lincoln thám thính dưới tầng hầm. Rất may là nhờ có bản vẽ mà Mahon đem về, Schofield ngay sau khi cùng Sarah trở về từ bệnh viện đã nhận ra thứ Sucre đang dẫm phải không phải là bom, mà là một loại thiết bị nếu được gỡ bằng tay thì sẽ phát báo động. Và người của Company sẽ rời Skyla đi chỗ khác. Chính vì thế mà Sucre chỉ cần nhấc chân ra là có thể thoát ra được, không cần phải tháo gỡ phức tạp. Tạm gác lại sự việc đó, một tin sét đánh đã đến được tai của Schofield, đó là anh được chẩn đoán mắc một khối u bên trong não và phải phẫu thuật ngay lập tức. Trái ngang thay, nhiệm vụ đánh cắp tấm thẻ cuối cùng phải mất ít nhất tận 2 ngày và Schofield buộc phải chọn một trong hai.
Và sau một lúc suy nghĩ đắn đo, Schofield đành chấp nhận giao phó nhiệm vụ cuối cùng, hòng đoạt lấy Skyla cho cả nhóm tự mình giải quyết. Tuy nhiên, Gretchen đã thất bại trong việc lấy tấm thẻ thứ 6 từ tướng Kranz và xém bị mất mạng. Schofield đành phải quay trở lại chiến dịch cùng với cả nhóm. Giờ đây cả nhóm vừa phải tìm cách lấy được tấm thẻ của tướng Kranz, vừa phải lấy được Skyla trong căn phòng an ninh kia. Mặt khác, Gretchen cũng đã lên một kế hoạch khác với T-Bag, hòng thủ tiêu cả nhóm. Đồng thời, cô cùng với đối tác của mình là Phân đã gài bắt để bắt giam Don Self và cộng sự của mình. Quay trở lại chiến dịch đoạt lấy Skyla, kế hoạch đục tường để tiến vào bên trong căn phòng cất giữ Skyla đang được thực hiện tương đối trơn tru. Chỉ mất một ít thời gian, Schofield cùng đồng bọn đã tiếp cận thành công Skyla. Tuy nhiên, Schofield vừa chạm tay vào Skyla, báo động nhanh chóng vang lên và tướng Kranz cùng các đặc vụ đã nhanh chóng ập vào. Nhưng đây vẫn là sự việc nằm trong sự tính toán của Schofield. Anh muốn dụ tướng Kranz đi vào căn phòng để khống chế và cướp lấy tấm thẻ thứ 6 mà ông đang giữ bên trong người. Sau khi lấy được tấm thẻ thứ 6 cộng với 5 tấm thẻ được sao chép từ trước, ổ cứng của Skyla dễ dàng thuộc về cả nhóm. Tiến sang bước thứ hai của kế hoạch, để thoát khỏi Company, cả nhóm nhanh chóng khống chế tướng Kranz lên phòng riêng của ông. Đồng thời ở bên ngoài, Sarah cũng bắt giữ được con gái của ông làm con tin. Jonathan Kranz đành phải thả cả nhóm đi cùng với Skyla vì sự an nguy của con gái mình. Đồng thời tại nơi mà Self và đặc vụ Smith đang bị giam giữ, cả hai đã hạ được hết kẻ thù ở đó và tự giải thoát cho mình thành công. Kế hoạch thủ tiêu Schofield cùng đồng bọn của Gretchen cũng coi như là phá sản. Ả ta cũng đã có ý định thủ tiêu T-Bag, tuy nhiên đặc vụ Smith nhanh chóng ập đến khiến cho T-Bag không bị giết hại mà đã bị bắt giữ thành công. Sau hàng loạt biến cố, Skyla cũng đã được giao lại cho Self. Tưởng chừng như giờ đây cả nhóm đã có thể được trả lại tự do, thế nhưng đặc vụ Self lúc này mới bắt đầu giở trò. Hắn cắt đứt mọi liên lạc với cả nhóm, giết chết đặc vụ Smith và vu khống cho những người trong nhóm của Schofield. Sau khi tạo ra một hiện trường giả, khiến phía chính phủ tin rằng bản thân Self đã chết, đồng thời đổ hết mọi tội lỗi lên người của Schofield, Lincoln và đồng bọn, hắn cùng T-Bag đi tìm Gretchen, hòng kiếm một đối tác mới để bán Skyla. Trở lại với nhóm của Schofield, đang trong tình cảnh ngồi trên đống lửa, các đặc vụ đã nhanh chóng ập đến và bắt được Lincoln. Không có đường lui, Schofield đành yêu cầu Mahon, Sarah và Sucre rời đi để bản thân một mình quay trở lại nhà kho để làm chứng chống lại Self và giải thoát Lincoln. Tuy nhiên, Schofield đã không lường trước được rằng, một khi chiến dịch bí mật thất bại, những người chịu trách nhiệm cho chiến dịch đó sẽ phải thủ tiêu tất cả những người liên quan để bịt đầu mối. Nhưng một sự việc không ngờ xảy ra, một đặc vụ thuộc Company đã giết chết các quan chức của chính phủ, mục đích là để giao nộp hai anh em trở lại Company cho tướng Kranz giải quyết. Bất ngờ là ngay sau đó, Sucre lẫn Sarah đã không rời đi như yêu cầu của Schofield mà đã kịp thời quay trở lại để giải thoát thành công cho hai anh em. Về phía Self, hắn cùng T-Bag đã bắt giữ được chị và con ruột của Gretchen để uy hiếp cô, đồng thời yêu cầu cô tìm một đối tác mới để bán Skyla. Tuy nhiên, Self không thể chơi khăm được Schofield quá lâu. Với bản tính cẩn thận của mình, Schofield đã lấy trước một mảnh của Skyla, khiến ổ cứng trở nên vô giá trị và không thể bán được. Self sau đó nhanh chóng tìm đến Schofield để lấy lại mảnh của Skyla, nhưng vì quá non, hắn dễ dàng bị Lincoln hạ gục và bắt giữ. May mắn cho Self là Gretchen đã đến kịp thời và giải thoát cho hắn, đồng thời để lại một thiết bị ghi hình ở nhà kho để nắm thóp Schofield. Ăn thua đủ ngay lập tức đến từ phía nhóm của Schofield khi anh đã kịp nói Sucre trốn vào trong cốp xe của Self và Gretchen để tìm ra nơi trú ẩn của cả hai. Sau khi được Sucre chỉ điểm, cả nhóm nhanh chóng phục kích và gài bẫy ngược trở lại cặp đôi kia. Dù không giết được cặp đôi, nhưng Skyla đã được Schofield đoạt lấy. Thế nhưng rồi lúc này, tình trạng sức khỏe của Schofield đã trở nên nguy kịch, khiến anh ngất xỉu ngay trên đường, và Self cũng đã đuổi kịp Schofield lấy lại Skyla, đồng thời cùng Gretchen tiến đến nhà kho để lấy mảnh còn thiếu. Về phía Schofield, sau khi ngất xỉu giữa đường, anh đã bị Company bắt giữ. Thế nhưng trái với những suy nghĩ ban đầu, tướng Kranz đã thực hiện phẫu thuật cho Schofield với những công nghệ tiên tiến nhất của Company. Đổi lại cho hành động phóng khoáng này, Lincoln phải phục vụ cho công ty để lấy lại Skyla. Xảy ra cùng lúc với những sự kiện trên đó là về Mahon, anh thực chất không rời đi mà đã đi gặp những người quen cũ ở chính phủ, hòng tìm được bàn giao Skyla một cách an toàn nhất. Tuy nhiên, khi kế hoạch đoạt lại Skyla thất bại, anh nhanh chóng bị người của chính phủ bắt giữ. Còn tên T-Bag, hắn cũng đã nhanh chóng để trả giá khi bị một đặc vụ ngầm của Company bắt giữ. Giờ đây, T-Bag, Lincoln, Sucre đã buộc phải làm việc cho tướng Kranz để cứu Schofield. Bỏ lại tên danh ma, Lincoln cùng Sucre nhanh chóng đến được với nơi giao dịch của Self và Gretchen. Nhưng vì quá manh động, bên đối tác đã nhanh chóng lật lọng và cướp lấy Skyla rồi chuồn đi trước mũi của Self và Gretchen. Cả hai sau đó chỉ bắt giữ được Self và Christian, còn Skyla thì vẫn biệt tâm.
Về phía Schofield, anh đã thực sự trở lại nhờ công nghệ tiên tiến của Company. Tuy nhiên, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Schofield đã nhận ra Skylar không đơn thuần là cuốn sổ đen của Company, bên trong đó thực chất tồn tại những công nghệ tiên tiến nhất mà bất kỳ tập đoàn nào cũng muốn nhắm tới. Trong lúc Schofield mãi bận tâm về việc làm sao để tốt với Skylar, nhóm của Lincoln lúc này đây đang hoạt động tại Miami, hòng truy tìm Skylar, bao gồm cả Self, Gretchen, T-Bag và Mahone. Việc một nhóm được tập hợp bởi quá nhiều thành phần, tay trong và phản bội xảy ra là một điều tất yếu. Khi mà tên T-Bag thì làm người tuần tin cho tướng Krenz, còn Gretchen thì âm thầm liên lạc với tên đã cướp Skylar trước đó để bán đứng cả nhóm. Với những thông tin giả của Gretchen, cả nhóm nhanh chóng rơi vào ổ phục kích của tên đối tác kia. Tuy nhiên, Gretchen lúc này lại bất ngờ đổi phe. Thế nhưng đây là một nước đi sai lầm của kẻ thù đã thí mạng để bán hạ cô. Lincoln cùng đồng bọn đành bỏ mặt Gretchen ở lại cho cảnh sát bắt giữ. Về phía Schofield, sau khi được điều trị và bình phục, anh được tiết lộ mẹ của mình, bà Christina Rose Schofield, vẫn còn sống và đang phục vụ cho Company. Nhận ra mọi chuyện còn rất mơ hồ, Schofield tự mình thoát khỏi vòng vây của các cận vệ tại Company, cộng thêm sự xuất hiện kịp thời của Sarah, cả hai đã kịp thời thoát khỏi vòng vây của kẻ thù. Lincoln trong lúc đó cũng đã có cuộc hội ngộ với mẹ của mình. Tại đây, Lincoln được Christina thuyết phục hãy cho bà thời gian là 2 ngày để hạ bệ tướng Krenz. Tuy nhiên, hành động này của Christina lại không kín đáo cho lắm khi tướng Krenz cũng đã phần nào nhận ra được. Nhưng rồi sau tất cả, người thân cận nhất của hai anh em cũng đã phản bội cả hai khi bà Christina đã cho những thuộc hạ của mình đi truy sát Schofield và Lincoln. Schofield thì đã tự mình giải nguy thành công, Lincoln thì cũng may mắn nhờ các đồng nghiệp xuất hiện kịp thời nên thoát khỏi án tử. Cũng nhờ có cuộc ám sát này mà Lincoln biết được mẹ mình đang giữ Skylar, thế nhưng anh đang không muốn nói lại ngay cho tướng Krenz biết. Đồng thời thì trước đó, Mahone đã đi gặp Schofield và quan điểm của hai nhóm giờ đây đã rõ ràng. Hai anh em đã thực sự ở hai bên đầu chiến tuyến, một bên muốn đem Skylar trở về với Company, một bên muốn phá hủy nó. Quay trở lại với nơi mà nhóm của Lincoln đang hướng đến, đại sứ quán, nơi mà Christina đang giao kèo với Nevin Banerjee, một chính trị gia về việc công bố Skylar tại một hội nghị khoa học. Đồng thời, Christina cũng tiết lộ về một nhà khoa học tên là Vincent Sandinski, người mà Schofield đang lần theo dấu vết đã lấy được từ tên đặc vụ khi trước. Còn về nhóm của Lincoln, cả bọn nhanh chóng thất bại trong việc tiếp cận Christina, thế nhưng cũng đã kịp thời biết được thông tin cũng về Vincent Sandinski. Kết quả thu được này không thực sự làm T-Bag hài lòng nên hắn đã bán đứng cả nhóm bằng việc tiết lộ việc Christina đang giữ Skylar cho tướng Krenz biết. Với thông tin động trời này, ông ngay lập tức tiến tới Miami để lấy lại Skylar. Còn về Vincent Sandinski, Schofield đã nhanh chân hơn Lincoln khi đã dàn xếp mọi thứ ở sân bay và bắt cóc ông. Thế nhưng rồi anh nhanh chóng bị người của Company ập đến. May mắn thay, nhóm của Lincoln cũng đến kịp thời và giải thoát thành công cho Schofield. Tuy nhiên, Lincoln đã áp giải Sandinski về để tra khảo và ngó lơ không quan tâm đến Schofield. Thế nhưng mà Lincoln chưa bao giờ vượt mặt được Schofield khi điện thoại của Sandinski đã được Schofield lấy cắp từ trước. Cho nên, việc tra khảo Sandinski của nhóm Lincoln là hoàn toàn vô nghĩa. Với tất cả thông tin trong lịch sử cuộc gọi của Sandinski, hai mẹ con Schofield và Christina đã có cuộc nói chuyện chính thức với nhau lần đầu tiên. Ngoài ra thì dù không hợp hoàn cảnh lắm, thế nhưng Sarah lúc này đây đang mang thai với Schofield. Trở lại cuộc hẹn với Christina, Schofield đã cao tay hơn cả mẹ của mình khi anh đã thành công gài bẫy tất cả đặc vụ lẫn Christina để bắt cóc bà và bỏ đi. Tại nơi trú ẩn của cả hai, Schofield cũng khá bất lực trong việc tra khảo mẹ mình. Bản thân anh cũng càng trở nên tức giận khi được bà nói cho một sự thật tương đối bất ngờ. Lincoln thực chất là con nuôi. Với sự giận dữ nhất thời, Schofield đã chuẩn bị tra tấn mẹ mình. Thế nhưng rồi bà đã tiết lộ cho Schofield rằng Lincoln đang bị gài bẫy và sẽ mất mạng. Vì vậy, Schofield không còn cách nào khác ngoài để Sarah lại coi chừng Christina, còn mình thì rời đi. Nhưng bà đã cho thấy khả năng tẩu thoát của Schofield được thừa hưởng từ ai khi Christina dễ dàng cởi trói và áp chế lại được Sarah. Về phía nhóm của Lincoln, tướng Krenz đã đến nơi và tỏ ra vô cùng tức giận với cả nhóm. Tuy nhiên, ông cũng trao cho cả nhóm cơ hội cuối cùng để lấy lại Skylar ngay trong ngày hôm nay. Với bản tính nóng nảy vốn có, Lincoln nhanh chóng rơi vào bẫy của Christina. Tại hội nghị năng lượng, ông Banerjee đã bị ám sát và đương nhiên là kẻ bị đổ tội không ai khác ngoài Lincoln. May mắn là Schofield đã kịp thời xuất hiện để giải vây cho anh trai mình. Và lại một lần nữa, hai anh em lại phải dính với nhau để cùng vượt qua vụ việc lần này. Nhờ sự sắp xếp của Schofield, cả hai dễ dàng hạ được vài đặc vụ đang truy đuổi mình, sau đó trà trộn vào cảnh sát để rời đi. Tuy nhiên, một đặc vụ ngầm của Company đã kịp thời xuất hiện để giao nộp hai anh em lại cho tướng Krenz. Và tại căn cứ, tướng Krenz lúc này đã không thể chờ đợi thêm được nữa vì những thất bại liên tục chồng chất của cả nhóm. Thế nên ông đã bốc thăm để loại bỏ một người thân của một người bất kỳ trong nhóm.
Người không may mắn được chọn là Self và ngay lập tức, người vợ bại liệt đang ở nhà riêng của anh bị giết hại. Nhận ra bản thân không còn giá trị, Self liền tẩu thoát, thế nhưng xui xẻo lại bị dính đạn và trọng thương nặng. Cả nhóm có 3 người lúc này là Schofield, Lincoln và Mahone vẫn phải tìm cách đoạt lại Skylar nếu không muốn trò xổ số này lại tiếp tục. Về phía Christina, bà đã giao kèo thành công với thủ tướng của Ấn Độ, cũng là bố của Banerjee, về Skylar. Tưởng chừng như phi vụ đã kết thúc, Schofield cùng đồng bọn nhanh chóng có mặt để cướp lại Skylar. Kết thúc cuộc đụng độ, Schofield và Mahone đành phải bỏ lại Lincoln để cùng Skylar rời đi. Sau khi có được Skylar, cả Schofield lẫn Mahone vẫn đang loay hoay không biết nên xử lý như thế nào, thì bất ngờ tướng Kranz đã bắt giữ được Sarah nhờ T-Bag chỉ điểm, và ông liền yêu cầu Schofield giao nộp Skylar để đổi lấy cô. Về phía Christina, bà đã bắt giữ được Lincoln và không ngần ngại bắn một phát vào người anh, tiếp tục gây khó dễ cho Schofield khi yêu cầu anh giao nộp Skylar để đổi lấy anh mình. Đối mặt với tình thế trên, Schofield ngay lập tức lên một kế hoạch vội vàng, thế nhưng vẫn vô cùng kỹ lưỡng. Đầu tiên, anh và Mahone sẽ giả vờ bất hòa để Christina tin rằng Mahone đã phản bội Schofield và đem giao nộp Skylar. Tuy nhiên, thứ mà Mahone đem tới thực chất là một quả bom hẹn giờ. Bước đầu của kế hoạch đã thành công một nửa khi mà bom đã phát nổ và Mahone đã cứu được Lincoln. Còn Schofield, anh đã để lại một chiếc hộp đựng Skylar giả ở công viên để dụ tướng Kranz lẫn các đặc vụ của mình ra ngoài. Đồng thời anh đoán được việc T-Bag sẽ ở lại canh giữ Sarah nên anh đã trèo vào căn cứ và hạ gục được tên cặn bã này. Ngoài ra, ta có sự quay trở lại của những gương mặt quen thuộc. Đó chính là Sucre, Benjamin Franklin vì mất đi sự hỗ trợ của chính phủ và đang phải đứng trước nguy cơ trở lại tù một lần nữa. Franklin được tiếp cận với một người tên là Paul, người có quyền lực rất lớn, phục vụ cho chính nghĩa và sẵn sàng ban cho Schofield và những người khác miễn trừ tất cả tội danh để đổi lấy Skylar. Trở lại với kế hoạch đã thành công mỹ mãn của Schofield, anh đã quyết định sẽ phá hủy Skylar, không để nó thuộc về ai cả, cho đến khi anh có cuộc nói chuyện qua điện thoại với người đàn ông tên Paul. Người đàn ông này không ai khác ngoài Paul Kellerman, người đã may mắn thoát chết sau sự kiện chết. Lúc này Kellerman cũng đã cố gắng thuyết phục Schofield giao Skylar cho anh để chấm dứt mọi chuyện, tuy nhiên Schofield đã tạm thời gác lại việc đó để chăm sóc cho Lincoln trước. Xui xẻo là tại bệnh viện, cả nhóm của Schofield đã bị người của tướng Kranz bắt giữ lại một lần nữa, Mahone thì bị người của chính phủ nhận ra và cũng bị bắt giữ. Tại căn cứ của mình, tướng Kranz trao cho Schofield cơ hội cuối cùng để giao nộp Skylar, còn không tính mạng của các con tin sẽ bị đe dọa, cụ thể là Sophia. Thế nhưng rồi Sucre và Franklin sau khi tra khảo thành công tên lươn lẹo T-Bag đã kịp thời ứng cứu thành công và tướng Kranz lúc này đã thất bại toàn tập. Tuy nhiên Schofield và Lincoln tiếp tục gặp rắc rối với người của Christina và ở khoảnh khắc then chốt, Sarah đã bắn hạ mẹ chồng để cứu lấy Schofield. Không còn bất kỳ đường nào để lui, Schofield đành phải tin vào Kellerman và sự tin tưởng của Schofield sau cùng đã được đền đáp, tất cả mọi người đều được ân xá, tất nhiên là trừ tên cặn bã T-Bag. Tuy nhiên bình yên có vẻ như là một tính từ vô cùng xa xỉ với nhóm của Schofield. Khoảnh khắc mà Sarah bắn chết Christina để cứu Schofield đã để lại một hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Dù với nhóm của Schofield, Christina là người phục vụ cho company, thế nhưng trong mắt của chính phủ thì bà là một người cống hiến hết mình cho khoa học. Cộng thêm việc Christina là một người che giấu thân phận rất tốt, hầu như toàn bộ thông tin về bà không hề bị lộ ra ngoài. Cái kết cho một người dám sát hại một nhà khoa học có tiếng chính là một mức án có thể lên đến 25 năm tù. Oái âm hơn là Sarah lúc đó thay vì được tạm giam để chờ tham gia phiên tòa xét xử. Thế nhưng chính vì chính sách hiện đang eo hẹp của nhà nước, cô bị giam chung với các tù nhân tại nhà tù dành cho nữ ở tiểu bang Miami-Dade. Trùng hợp thay, Gretchen Morgan cũng đang có mặt ở đây, cả tướng Kranz lẫn T-Bag cũng đang bị giam giữ ở phía nhà tù đối diện dành cho nam. Với quyền lực to lớn của mình, tướng Kranz đã ra giá 100.000 đô cho ai lấy mạng được Sarah. Biết được tình thế đang rất nguy hiểm, Schofield quyết định sẽ tiếp tục giúp vợ con mình vượt ngục. Dưới sự giúp đỡ của Lincoln, Sucre và Mahone, cả nhóm đã bắt đầu tiến hành đi thu thập thông tin về nơi Sarah đang bị giam giữ. Sau khi có được đầy đủ thông tin, Schofield quyết định thực hiện một kế hoạch vô cùng mạo hiểm, đó là nhảy dù trực tiếp vào bên trong nhà tù để giải thoát Sarah. Thậm chí còn một việc đáng sợ khác nữa, đó là Schofield phải nhờ cậy vào sự giúp đỡ của T-Bag. Schofield muốn hắn ta phải mở chuông báo cháy lúc 7 giờ tối cùng ngày để phục vụ cho kế hoạch vượt ngục. Về phía Sarah, cô nhận được lời đề nghị từ Gretchen là hãy cho cô cùng vượt ngục để gặp con gái của mình nhân ngày sinh nhật. Đổi lại Sarah sẽ được cô bảo vệ tại đây. Mặt khác, trái ngược lại với kế hoạch để mạo hiểm của Schofield, Mahone đã nghĩ ra được một kế sách khác để giúp anh an toàn vào trong nhà tù và chiến lược đó đã vô cùng thành công. Toàn bộ đặc vụ đứng chờ ngoài đã bị kế hoạch nhảy dù giả của Schofield đánh lừa. Anh dễ dàng tiến vào trong nhà tù để gặp Sarah tại nơi đã hẹn trước. Gretchen thì lúc này không may bị các quản giáo tóm lại.
7 giờ đã điểm, sự lươn lẹo của tên T-Bag lại nổi dậy. Hắn ta ngay lập tức khai ra vụ chuông báo cháy cho các quản giáo và FBI biết và họ ngay lập tức tắt toàn bộ chuông báo cháy đi. Thế nhưng rồi thì sau tất cả, chả ai chơi khăm T-Bag giỏi bằng Schofield. Nhờ sự mách lẻo của T-Bag khiến chuông báo cháy bị tắt, Schofield dễ dàng mở được cánh cửa ở trong nhà tù bởi công tắc điện an toàn của nó đã bị tắt đi theo chuông báo cháy. Tuy nhiên, một sự cố đã xảy ra, chìa khóa tự chế của Schofield đã không hoạt động, cánh cửa điện tử cuối cùng thông ra bên ngoài đã không mở ra. Để cứu lấy cô và đứa con trong bụng, Schofield quyết định sẽ hy sinh bản thân bằng cách nối hai đầu dây điện lại bằng tay không để khiến cánh cửa chậm mạch và tự động mở ra. Không để tốn thêm một phút nào nữa, Schofield nói lời chia tay với Sarah rồi hy sinh bản thân mình. Hai mẹ con cùng với Lincoln, Sucre và Mahon an toàn rời khỏi nhà tù và phi vụ vượt ngục khép lại. Nốt trầm sau đó không kéo dài được quá lâu, khi mà Schofield thực chất vẫn còn sống và anh đang bị một thế lực to lớn đằng sau kiểm soát. 4 năm sau cuộc vượt ngục của Sarah, Lincoln giờ đây đã bắt đầu sa đọa và dần mất đi mục đích sống. Thế nhưng sau đó anh đã bắt gặp lại được T-Bag, hắn đã được thả tự do và đề nghị Lincoln hợp tác chung với mình trong một phi vụ mới. Đồng thời T-Bag cũng nói với Lincoln rằng Schofield vẫn còn sống. Đương nhiên là không dễ dàng tin tưởng và chấp nhận hợp tác với tên cặn bã T-Bag, Lincoln đã đi gặp Sarah, nay đã tái hôn và sống hạnh phúc với người chồng mới, cùng với Mike, con trai của cô và Schofield. Với cuộc sống đang quá êm ả của mình, Sarah không chấp nhận tiếp tục dấn thân vào nguy hiểm thêm một lần nào nữa. Không chấp nhận ngó lơ trước phi vụ lần này, Lincoln quyết định đào mộ Schofield lên và bàng hoàng nhận ra bên dưới chỉ là một hình nhân. Chưa kịp bình tĩnh lại để suy tính thì cả Lincoln lẫn Sarah đều bị những kẻ thù mới tấn công bất ngờ. May mắn là cả hai không sao, thế nhưng chồng của Sarah đã bị thương tương đối nặng. Nhận ra bản thân không thể tiếp tục để Sarah và cháu mình dính vào nguy hiểm nữa, Lincoln đã đi gặp Benjamin Franklin để nhờ trợ giúp. Cộng với đó là một mật thư bí mật từ Schofield, cả hai đã giải mã được nó và đến một nhà tù có tên là Ojijia tại Yemen. Tại Yemen, một nơi đang vô cùng hỗn loạn khi nội chiến đang diễn ra, cả Lincoln và Franklin sau đó bị cuốn vào vòng vây của kẻ thù mới. Nhưng nhờ kinh nghiệm đầy mình mà cả hai đã giải quyết chuyện này tương đối nhanh. Sau đó Lincoln được Franklin giới thiệu về Shiba để có thể tìm cách vào nhà tù. Tại Ojijia, Lincoln đã gặp được Schofield đang sống dưới thân phận của Kenio Altis, một tên khủng bố bị truy nã gắt gao nhất tại Yemen. Tuy nhiên, Schofield đã tỏ ra vô cùng xa lạ với Lincoln và phũ phàng quay mặt đi mà không một lời chào hỏi. Trong lúc đang hoang mang, không biết vì sao Schofield lại trở nên lạnh nhạt như vậy, Lincoln bất ngờ nhận được một con hạc giấy. Bên trong đó là lời nhắn, hãy đi tìm Sheik of Light hay Tù trưởng của Ánh Sáng. Cộng thêm những thông tin được Shiba cung cấp, Lincoln đã liều mạng, tiến vào nơi mà ISIL đang chiếm đóng, hòng tìm kiếm Sheik và thành công giải thoát ông. Ở trong nhà tù, ta biết được rằng con trai của ông Sheik chính là Sid, một người bị bắt giam chỉ vì tội danh đồng tính. Còn Schofield thực chất vẫn là anh của ngày nào, vẫn đang tất bật tìm cách để vượt ngục. Để phục vụ cho kế hoạch, anh cần sự hợp tác từ bố của Sid để tắt nguồn điện toàn thành phố. Đồng thời, anh cũng có được điện thoại để có thể liên lạc từ Ja, một tù nhân người Hàn Quốc. Chủ yếu là Schofield muốn liên lạc với Sarah và cho cô biết rằng những biến cố lớn sắp sửa xảy ra. Còn Sarah thì lúc này đã nhận được đoạn phim từ Lincoln về Schofield. Để giải mã cho chuyện này, Sarah đã đi gặp Kellerman. Và được anh cho biết một thông tin bàng hoàng không kém, đó là chính phủ đang cho rằng Michael Schofield, hay với danh tính là Kenio Altis, đã giết một số quan chức của CIA và có qua lại với tay khủng bố Abu Rama, thủ lĩnh của ISIL. Trở lại với Schofield, thì sau khi nhận ra Lincoln đã nắm được tình hình, Schofield tiếp tục gửi mật mã như thường lệ ra bên ngoài cho anh. May mắn là Lincoln lúc này đã nhạy bén hơn và dàn xếp được mọi chuyện. Về mối quan hệ giữa Schofield và tay khủng bố Rama, không như vẻ bề ngoài, anh thực chất đã quay lưng hoàn toàn với Rama sau khi bị CIA phản bội và bỏ rơi, nên anh đã lên kế hoạch với Whip, một cộng sự khác cũng bị CIA bỏ rơi để cùng nhau gây gổ, hòng gài bẫy Rama và loại hắn ra khỏi kế hoạch vượt ngục sau khi đã lợi dụng xong. Tuy nhiên, cuộc vượt ngục lần này của Schofield đã nhanh chóng bị thất bại và cả nhóm bị biệt giam chung với Rama. Không chỉ Schofield gặp rắc rối, Sarah lúc này vẫn đang bị theo đuôi bởi hai đặc vụ hôm trước tấn công mình. Chưa kịp trấn tĩnh bản thân, cô bị tiếp cận bởi T-Bag. Không hấp tấp và xấu tính như thường lệ, T-Bag đưa ra những luận điểm cực kỳ sắc bén để thuyết phục Sarah tham gia vào phi vụ. Ngoài ra, mọi rắc rối hiện tại rất có thể liên quan đến Kellerman. Mặt khác, sau khi nhóm của Schofield lẫn Rama bị biệt giam, phiến quân bạo loạn của ISIL đã tiến rất sát vào trong thành phố. Chính vì thế mà người dân và các quản giáo đã bắt đầu rời đi để tìm đường thoát thân. Ban đầu, Rama có vẻ rất tự tin khi cho rằng đội quân của hắn sắp đến để giải thoát cho mình. Thế nhưng khi biết được các tù nhân ngoài kia đã được giải phóng và đang truy bắt mình, hắn đã chấp nhận làm theo chỉ dẫn của Schofield. Lần này thì những tính toán của Schofield đã hiệu quả và tất cả tạm thời thoát được. Sau một hồi vật lộn với các tù nhân đang làm loạn, Rama đã bắt đầu lật lọng khi kêu binh lính xung quanh phê bắt cả nhóm. Thế nhưng rồi Lincoln lúc này may mắn xuất hiện để áp chế tất cả. Và Whip đã hạ được tên Rama
Tuy nhiên, hành động giết Rama của cả nhóm đã bị toàn bộ phiến quân của ISIL truy bắt trên khắp đất nước Yemen. Ở phía bên kia của bán cầu, T-Bag đã tiếp cận được và bắt đầu điều tra Kellerman. Sau một hồi tra khảo, T-Bag được cung cấp một cái tên là Poseidon, một cựu đặc vụ ngầm của CIA, kẻ đứng sau thao túng Schofield. Cuộc trò chuyện chưa kéo dài được bao lâu, hai đặc vụ của Poseidon đã ngay lập tức xuất hiện và bắn chết Kellerman. T-Bag thì đương nhiên, nhờ bản năng sinh tồn mãnh liệt của mình đã sống sót. Không chỉ vậy, T-Bag cũng đã ngấm ngầm bám theo hai tên đặc vụ kia và biết được chúng làm việc dưới trướng của Jacob, chồng mới của Sarah. Tưởng chừng như với thông tin này, T-Bag sẽ thuyết phục được Sarah tin mình, thế nhưng Jacob lại cao tay hơn khi giao nộp hai tên đặc vụ kia và tạm thời lấy được lòng tin của Sarah. Quay trở lại với nhóm của Schofield và Lincoln, cả hai đã liên tục thất bại, dẫn đến cái chết của Sid. Không những thế, chuyến bay được Franklin và Sheba sắp xếp cũng đã bị bỏ lỡ và cả nhóm phải ở lại Yemen. Không còn cách nào khác, Schofield đành phải chấp nhận rủi ro để đi tìm Omar, người trước đó đã từng giúp Sheba và Lincoln. Dù gặp một số khó khăn trắc trở, thậm chí trong lúc tìm đường thoát thì tên Omar cũng đã chết giữa đường. May mắn là trước khi chết, hắn đã làm được một việc có ích khi chỉ được cho cả nhóm đến một nơi là Faishar để có thể trú ẩn. Tuy nhiên, trên đường đi thì Schofield đã bị thương rất nặng và đang phải đối mặt với cái chết. Không thể đưa Schofield đến bất kỳ bệnh viện nào do phiến quân ISIL đang truy nã cả bọn khắp nơi, Lincoln đành phải nhờ sự giúp đỡ của Sarah và hẹn gặp cô ở Crete, Hy Lạp. Nhận được tin người mình yêu còn sống và đang gặp nạn, Sarah đã ngay lập tức đến Hy Lạp và đoàn tụ được với Schofield. Chưa yên ổn được bao lâu thì Schofield phát hiện ra chồng hiện tại của Sarah chính là Poseidon, người đã khiến anh lâm vào tình cảnh như hiện tại. Nhận ra việc đã để con của mình ở lại với kẻ thù, Sarah ngay lập tức quay trở về Mỹ và lên kế hoạch đưa Mike đến nơi an toàn. Tuy nhiên vì quá non nớt, Sarah không thể làm gì được và cả hai mẹ con đã bị hắn khống chế. Về phía của Schofield, anh đã liên lạc lại được với người bạn cũ của mình, Sucre, để nhờ anh giúp tìm đường quay trở về Mỹ qua đường thủy. Thế nhưng nước đi này của Schofield cũng đã bị tên Jacob nắm rõ. Nhờ mối quan hệ rộng của mình, hắn đã nhờ quân đội phóng tên lửa để đánh chìm chiếc thuyền của Schofield. May mắn là anh cùng đồng bọn đã thoát chết trong gang tấc. Cả bọn cũng đã được cứu giúp nhờ một tàu đánh cá và quá giang được đến Marseille, Pháp. Tại đây, Schofield thông qua những tin nhắn đã nhận ra được là Sarah đang bị Jacob khống chế. Chưa đủ rắc rối, Lincoln thú nhận với Schofield rằng mình đang bị đồng bọn của Luca Abruzzi, con trai của John Abruzzi, truy bắt gắt gao tại Mỹ. Thế nhưng lại một lần nữa, cái đầu của Schofield đã cứu hai anh em. Anh đã tính kế cho Lincoln để vừa tìm đường quay lại Mỹ, vừa lừa được tên Luca. Thông qua một vài trao đổi mõm của cả hai, Luca đã ngay lập tức mắc bẫy và hai anh em an toàn về nước nhờ Franklin và Sheba. Trong lúc đó, tại Chicago, Webb đã được Schofield chỉ dẫn để đi gặp mặt với T-Bag, tiết lộ rằng cả hai thực chất là bố con ruột của nhau và Webb có tên thật là David Martin. Tưởng chừng như mọi sự sắp xếp sau đó đã giúp Schofield có thể chơi trên cơ Jacob, thế nhưng không, tay trùm đã gài anh vào cái bẫy của mình, thậm chí tính mạng của Lincoln cũng đang rất nguy kịch khi bị Luca tìm tới trả thù. Nhưng rồi thì dù Jacob rất cao tay, cả hai tên đặc vụ của hắn đã phá hỏng chuyện khi tự bắn lẫn nhau vì bất đồng về quan điểm. Sarah lúc đó may mắn được Schofield giải thoát, thế nhưng cả hai đành phải để Mike vụt mất vào tay Jacob. Tại bệnh viện nơi Lincoln đang được điều trị, Sarah đã tra hỏi được vị trí của Mike từ tên đặc vụ làm phản kia. Lincoln cũng không để bản thân nằm viện quá lâu, anh đã ra ngoài và giải quyết toàn bộ ân oán với Luca. Sau đó, cả đội vượt ngục khi xưa đã họp mặt để tiến hành bước cuối cùng trong kế hoạch lật đổ Poseidon. Đầu tiên, T-Bag và Whip đã đi đến gặp một tù nhân từng được Schofield giải cứu để nhờ trợ giúp. Tiếp theo, Schofield đã đánh lạc hướng được Jacob, lẻn vào trong văn phòng bí mật của hắn để lấy những ổ cứng quan trọng, hòng trao đổi Mike. Đồng thời, anh sử dụng một vài vật chứng thu thập được để tạo ra hiện trường giả buộc tội hắn. Ở bước cuối cùng, tại một nhà kho bỏ hoang, một loạt canh bạc của hai bên được lật bài ngửa, khiến cho tất cả khó lòng mà kiểm soát được tình hình. Để rồi Whip vì nóng nảy đã bị đặc vụ của Jacob bắn chết, T-Bag sau đó cũng đã giết ả ta để trả thù. Còn Schofield và Jacob, nhờ sự giúp đỡ của người đàn ông bí mật kia, một hiện trường giả đã diễn ra, hòng tái hiện lại vụ việc mà Jacob đã vu oan anh khi xưa. Đồng thời, sau một loạt va chạm giữa hai bên, phần thắng đã nghiêng về phía của Schofield và cảnh sát đã ập đến để kết thúc mọi chuyện. Với những chứng cứ từ trước, Jacob bị buộc tội và tống giam tại nhà tù Fox River, chung phòng giam với T-Bag. Schofield thì nhờ những bằng chứng mà anh vừa tạo ra đã minh oan được cho bản thân và ân xá lần sau cuối. Sau khi từ chối lời đề nghị gia nhập CIA của chính phủ, hai anh em Schofield và Lincoln sau cùng cũng có một cuộc sống bình yên bên cạnh người mình yêu.
Và đó cũng là toàn bộ những sự kiện đã xảy ra trong 5 mùa phim của Prison Break, một loạt phim dù có thăng có trầm, thế nhưng luôn là huyền thoại đối với các tín đồ phim truyền hình. Liệu có chi tiết nào mà chúng mình đã bỏ lỡ, hay là còn điều gì về vượt ngục mà các bạn muốn Way to Weird Movie chúng mình làm hay không? Hãy để lại ý kiến của các bạn ở phần phía dưới bình luận nhé! Đừng quên like và subscribe cho kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào mà chúng mình sẽ ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã xem hết video lần này. Way to Weird out.